Không ngờ con nhỏ tóc tém nó còn zin 100%. Lão thầy bói nói đúng, năm nay số mình vừa đào hoa, vừa tiền tài danh lợi ào ạt kéo tới. Vô đi. Anh Toàn, Ai? anh không nhận ra em hả? Không nhận ra em giận đó. Em đẹp quá. Đúng là âm dương hòa hợp. Càng ngày em càng đẹp ra. Anh chết mê chết mệt vì em. Đến đây. Em tưởng đâu anh không nhận ra em, không nhận ra em á, em giận luôn. Đừng giận anh. Tại vì em đẹp quá cho nên anh chết mê chết mệt đó, Tuyền ơi. Từ từ, hờ áo em kìa, chuyện phải từ từ chứ. Anh bỏ mua cho em 10 cái luôn. Hồi nãy á, lão đại gia đại vừa gọi điện cho em, nói là muốn tiếp khách ở nhà hàng của mình Đó, như vậy thì tốt quá. á. Hiếm khi nào lão đại tiếp khách mà đến nhà hàng này. Nè, anh muốn tối nay em phải chiều lão đại cho tới bến luôn, được không? Em lúc nào cũng dốc hết công sức cho cái nhà hàng này, Anh biết. còn có người á muốn trù dập em. Anh Hả? có biết điều đó không vậy? Cái gì? Trù dập em? Ai? Ai dám trù dập em? Nói đi. Được rồi. Kể từ hôm nay, anh sẽ giao quyền quản lý tiếp viên cho em. Sẽ không còn ai ganh tị với em nữa hết. Được chưa? Em cảm ơn anh. Không có gì đâu. Nhưng mà Nhưng nghĩ gì nữa? còn một người. Người nào? Muốn cái gì? Hả? Dạ không. Em chỉ sợ là anh Sợ trao gì? quyền dạy cho em á, người ta không có phục em. Không phục em. Bây giờ em nói đi. Em muốn làm cái gì nữa? Nói. Em muốn Muốn gì nói anh nghe. Nói anh nghe. em muốn Em muốn gì em cứ nói ra. Anh chịu. em muốn Linh Chi rời khỏi nhà hàng mình càng sớm thì càng tốt. Thôi được. Chuyện này để anh lo. Nhưng em, dứt khoát em không được nhúng tay vào, nghe chưa? Thôi mà. Mà em nói rồi đó, có nó thì không có em, mà có em á thì dứt khoát không có nó. Anh biết rồi. Gần đây bà mẹ có biểu hiện rất lạ. Bà thì không gọi điện thoại hỏi thăm mẹ, còn mẹ thì đi suốt ngày, không biết đi đâu và làm gì nữa. Hai người thiệt là khó hiểu, hình như họ đang giấu mình chuyện gì. Ừ?
An em Vũ. Biết rồi, nói hoài à, người ta không nhớ ngờ chứ bộ. Cái tên An Vũ nghe hay thiệt. Em biết rồi. Chị nhường cho em đi trước đi. Không, chị đi trước. Đi. Không, em đi trước mà. Chị đi trước. Em đi chị trước. Đi trước, chị trễ giờ rồi, rồi. À, cái gì vậy? Cái gì mà như con nít vậy? Em nghe nè. Hai đứa mà cứ đứng đó tranh giành, để con Tuyền vô trong trước là đừng có khóc đó nha. Bà Tuyền mà bả vô trọng á là một tiếng sau bả mới ra được đó. À. Chị Tuyền. Mình đi trước. Em đi trước. Đem tính ra, đem đi trước. Hai cái con này. Anh đợi em lâu rồi hả? Em xin lỗi anh. Ồ, ở nhà em có mấy đứa em á. Trời ơi, nó lớn đầu rồi mà tụi nó như con nít vậy á. Anh nhớ em hả? Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Tối nay em đi làm về á, em gọi anh ha. Ủa, em biết rồi. Thương mà. Bye bye. Tuyền. Tuyền. Tuyền nói chuyện điện thoại với ai vậy? Sao nghe cái gì mà có anh nhớ em nhớ anh rồi cái gì, ai vậy Tuyền? Con gái của ba đang suy nghĩ gì vậy? À? Ủa sao ba vô được đây vậy? Ba có chìa khóa của bà ngoại con đưa nè, của mẹ con đưa đó. Mà mẹ con không có ở nhà hả? Mẹ biết hôm nay ba tới chơi mà mẹ vẫn bỏ đi. Ba. Sao vậy con? Có phải ba mẹ đang đóng kịch với con không? Làm gì có chuyện đó. Con đừng có suy nghĩ như vậy. Không có chuyện đó đâu. Con không có suy nghĩ lung tung đâu. Mà tại vì dạo này con thấy ba mẹ lạnh nhạt với nhau lắm. Con lớn rồi con cảm nhận được điều đó mà. Ba đã nói rồi, con đừng có suy nghĩ lung tung. Mẹ nghe được không hay đâu. Mẹ thì thất thường, khi thì rất là dịu dàng, khi thì gắt gỏng vô cớ. Dạo này mẹ còn thích đi chùa ăn chay niệm Phật nữa. Còn ba, con thấy dạo này ba vô tâm, hờ hững lắm. Giống như cái chuyện mà ba qua thăm con đó, con có cảm giác như một nghĩa vụ mà ba phải làm vậy đó. Cẩm Tú à, ba... Ba mẹ muốn làm gì thì làm, nhưng mà con không muốn ba mẹ như vậy với nhau nữa đâu. Con nói rồi đó, nếu như mà có chuyện gì xảy ra thì con sẽ bỏ nhà đi luôn á. Thôi 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 thôi, được rồi, ba sợ con rồi. Ba nói con nghe nè, thật ra thì giữa ba với mẹ không có chuyện gì đâu. Ba mẹ vẫn hạnh phúc mà. Chẳng qua là do công việc với lại hoàn cảnh cho nên không ở chung với nhau thôi. Chứ ba mẹ vẫn sống hạnh phúc. Bỏ suy nghĩ đó đi ha. Dạ. Ba. Ba nói với con là ba phải giữ lời đó nha. Đối với con á, gia đình hạnh phúc là niềm tự hào lớn nhất của đời con đó. Rồi, ba giữ lời hứa. Dạ. Ba. Liên nghe Tuyền nói rất là mê Ly đúng không? Thật ra đó chỉ là nghệ thuật ứng xử. Nói như vậy á, khách hàng người ta mới thích. Mà Tuyền nói, Tuyền cũng phải quan tâm đến cảm giác của người nghe chứ. Liên thấy dạo gần đây Tuyền ăn mặc với cư xử với mọi người lạ lắm. Tuyền. Tuyền nhìn thẳng vô mắt Liên nè. Tuyền đang giấu Liên chuyện gì đúng không? Những chuyện Tuyền làm á, Liên đều biết hết mà. Tuyền không có chuyện gì phải giấu giếm Liên hết. Bây giờ á, Tuyền đang cố gắng hết sức để kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống sung túc sau này. Bây giờ mà nhớ lại chuyện ngày xưa ở dưới quê á, Tuyền thấy sợ lắm. Thấy giống như một cơn ác mộng vậy á. Trời, Liên thấy có cái gì đâu mà ác mộng. Liên cũng như Tuyền, Liên cũng muốn tương lai của mình tươi sáng hơn. Nhưng mà mình phải luôn tâm niệm quê hương là nơi chôn những ân tình. Mình có làm gì và có đi đâu thì mình vẫn phải luôn tự hào mình là những cô gái Đồng Tháp. Tuyền hiểu không?
Liên nói chuyện giống cán bộ xã rồi đó. Đồng tiền là vạn năng, nếu có tiền thì Liên có cả một đống ân tình. Liên tin Tuyền đi. Không có tiền thì những triết lý ân tình của Liên không có giá trị gì hết. Tuyền à, cứ coi như là Liên xin Tuyền được không? Tuyền đừng có làm công việc bây giờ nữa. Tuyền cứ nghĩ đi, cha mẹ mình sinh mình ra cho mình một thân thể xinh đẹp, không lẽ Tuyền để cho đàn ông giẫm đạp sao? Liên nói như vậy á, bởi vì Liên muốn giữ được cái tình bạn ấu thơ của hai đứa mình. Đàn ông nào mà dám giẫm đạp lên Tuyền, họ sẽ quỳ dưới chân Tuyền làm nô lệ sắc đẹp cho Tuyền. Liên tin Tuyền đi, Tuyền đâu phải là một người tầm thường đâu. Được rồi, mình tạm gác qua chuyện đó. Ừ, vậy chứ Liên hỏi Tuyền, không lẽ cuộc sống chỉ có kiếm tiền và tham vọng suông thôi hả? Cuộc sống mình phải biết nhận thức được đâu là đường đi đúng của bản thân. Từ đó mình mới biết được cái gì là giá trị tinh thần, cái gì là niềm vui của cuộc sống. Tuyền hiểu không? Ok, mỗi người có mỗi cách sống riêng, nhưng mà chúng ta ai cũng không bỏ mục đích là kiếm thật là nhiều tiền, đúng không? Bây giờ chúng ta chạy theo mục đích đi. Khi nào có kết quả rồi á thì ngồi lại trở lại chuyện này. Ok. Xong rồi Tuyền, đi đi. Chị Tuyền, điện thoại mới hả? Ừ. Trời ơi, điện thoại mới. Chị nó nghe nè, bữa nào á mình đi ăn mừng điện thoại mới đi. Vậy tụi đi. Mình đi ăn nhà hàng đi. Ừ, đi nhà hàng. Nhà hàng là chuyện nhỏ, chuyện lớn bây giờ đang xảy ra ở đây nè. Mỗi người có một món quà. Trời ơi, có quà. Quà? Quà gì vậy chị? Thích không? Gì vậy? Ê, em bự hơn, gì nữa không? Hơi của em. Thơm quá. Đây đây em coi của chị coi. Serum. Cái này là của Liên. Serum mà. Của em thơm. Liên nhận cho Tuyền vui đi. Ê này thơm lắm nè. Đâu, đi em coi cho em đi. Liên không có cần đâu. Thôi, Tuyền gửi về quê cho dì Tòng đi. Ê ê, cái hộp quà gì vậy? Liên gửi một cái cho bà già rồi. Sẵn tiền gửi tiền cho bà luôn cho bà vui. Cái này á là tiền cố tình mua cho Liên đó. Cái này để dành nấu ăn ha. Liên nhận đi. Sao móng tay màu nè. Dạ nhiều quá à. Thích không? Dạ thích. Tuyền, Tuyền gọi điện cho anh Hiệp đi. Tuyền, Tuyền gọi luôn đi. Liên đọc số cho nè. 0938 977 857. Ủa, sao số đó nghe quen quen vậy chị? Nhớ gọi liền luôn nha. Ủa, số của anh Hiệp á hả? Ừ, thì số của anh Hiệp. Ủa sao kỳ vậy, sao nó giống nguy trang cái số của thằng biến thái mà vẽ hình bốn chị em tụi mình á. À, trời ơi, chị quên nói với mọi người, cái tấm hình mà vẽ bốn chị em mình á là do anh được vẽ, nhưng mà cái số điện thoại á ghi trên tấm hình đó là của anh Hiệp. Trời ơi, chết rồi chị, hôm qua em gọi cho anh Hiệp á, em chửi ảnh nguyên trận tan nát luôn chị. Trời, cũng tặng cho được này nè. Vẽ hình ta xong á, ông chịu ghi số điện thoại mình đi, để em gọi em chửi anh chả. Tự nhiên ghi số điện thoại ông Hiệp chi không biết nữa. Làm em hố hàng. Ba hỏi Đực hôm nay đi đâu. Đực nói rằng Đực đi xe ôm. Anh đi xe ôm, con nhỏ nào ôm? Con nhỏ bé bà ôm. Ê Hiệp, mày thấy tao nghĩ được chưa? Lịch sự chưa? Sao? Lịch sự không? Chưa đủ đâu. Sao? Bây giờ mày kéo cái quần lên tới cổ luôn đi. Ủa cha, kéo quần lên tới cổ sao thở? Chạy xe ôm mặc đồ như quái vật vậy đó. Gì quái vật? Mặc đồ có quần ngắn trên mắt cá gì đó hả? Ờ, bé ba mặc sao tao mặc vậy? Tao là tài xế của bé ba mà. Mày muốn mặc giống bé ba đúng không? Ừ. Rồi tao chỉ cho mày. Cái quần ngắn như vậy đúng không? Mặc thêm áo bà ba bông nữa. Ê, cho mượn điện thoại đi. Gì? Gì vậy? Điện thoại về cho tía tao. Gửi cái áo bà ba lên cho tao. Mày khùng quá à. Mày á càng ngày càng nặng rồi đó nha. Tao khùng, mày điên. Thôi, tao không cãi lộn với người điên nữa. Tao đi chở với ba của tao đi làm ca sĩ. Để đi. Quỷ. Nè,
Cô có phải là người chửi tôi hôm qua không? Anh Hiệp phải không? Em Tuyền nè. Ủa? Tuyền hả? Dạ. Ừ, anh nghe nè. Ủa sao giờ này Tuyền vẫn chưa tới vậy ta? Nãy giờ mình đợi cũng cả tiếng đồng hồ rồi. Tuyền. Alo. Em biết anh lo lắng cho em, nhưng em đâu phải con nít mà anh cứ dặn dò kỹ lưỡng vậy. Trời ơi, anh kia muốn sửa nữa hả? Anh muốn em mặc ú thành con. Hả? Em không chịu đâu. Dạ, em nghe lời anh, hiện giờ em đang ở quán cà phê. Trời ơi, em hẹn hò với ai chứ? Em chỉ gặp một người bạn cùng quê thôi. Anh không tin em hả? Nhìn ra quán cà phê với em đi. Đàn ông anh thì biết ghen tuông dớ dẫn. Tuyền. Ừ. Em nói chuyện với anh sao nha. Ừ. Anh Hiệp, anh không nhận ra em hả? Em thay đổi quá nhiều rồi. Anh không nhận ra cũng phải thôi. Anh có ngại khi phụ nữ hút thuốc không? Tuyền à, em lên đây tập tành những thứ gì đâu không vậy? Con gái hút thuốc không ra thể thống gì hết. Anh Hiệp nè, anh còn cổ hủ quá. Thời đại bây giờ là thời đại gì chứ? Nam nữ bình đẳng rồi. Phụ nữ hút thuốc có làm sao đâu. Sao em không có nhiều thời gian? Mình vô vấn đề chính đi. Em muốn nói chuyện gì? Em muốn nói anh ngộ nhận tình cảm với em và anh thì phải. Cái gì? Ngộ nhận hả? Ừ. Từ trước đến giờ em chỉ xem anh như một người bạn, không hơn không kém, hoàn toàn không có tình cảm trai gái nào hết. Anh đừng có theo em nữa, mất thời gian của anh lắm. Tuyền, em thừa biết rằng anh yêu em mà. Sao bây giờ em nói những điều phũ phàng với anh như vậy? Anh si tình là chuyện của anh, em không muốn nói nhiều về chuyện này. Em thay đổi thật rồi. Sao vậy hả Tuyền? Hả? Em không có thay đổi. Từ đầu đến cuối là do anh ngộ nhận thôi. Xin lỗi anh. Chào anh. Mọi người chú ý, cơ sở chúng ta tiếp nhận thành viên mới, hy vọng không khí làm việc sẽ vui hơn. Em tên gì vậy? Mình tên là Hương Liên. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Mình cảm ơn. Em vô chỗ của em. Dạ. Hôm nay có người mới vui ha. Mấy tháng gần đây á, hàng về quá nhiều, công nhân á phải liên tục tăng ca. Vì vậy á, chị không có ép buộc ai làm việc quá sức. Nếu mà em muốn làm thêm á thì sẽ lãnh lương cao. Em nghĩ làm sao? Dạ em có thể tăng ca, tại em không vướng bận gì hết. Với lại em cũng đang cần tiền. Vậy thì tốt rồi. Vậy cần mấy người tình nguyện như em để tiến độ của cơ sở sẽ được bảo đảm. Thôi dạ, em cố gắng làm việc đi nha. Dạ. À em, người đó là em trai của chị, nó tên là Mưa. Thằng Mưa nó có nhiệm vụ bảo vệ cơ sở Mai này, nó phải túc trực ở đây suốt đêm đó em. Dạ. Vậy thôi em làm việc đi nha. Chị đi ha. Dạ. Chào chị.
Dạ chào, chào em, chào chị. Dạ em mời. Dạ em chào chị. Chào em. Oh. Ủa? Ủa em chào chị Đinh. Lâu quá mới lâu gặp. Lâu lắm rồi chị mới gặp em đó nha. Chị, chị khỏe không chị? Nhìn là biết rồi. Ê, còn em khỏe không? Bà làm gì bà cười tê tét vậy? Rồi? Thủy, Thủy có thấy cái bà mặt mặt đầm đó không? Vậy hả? Bà là khách sộp ở đây đó. Ừ. Lát qua chào bà đi, rồi có tiền bo. Chị vẫn như vậy hả chị? Cũng lai rai à em. Dạ. Bà nói gì tôi không hiểu gì hết trơn á. Gì mà khách sộp rồi tiền bo nữa. Lâu lắm rồi. Thủy mới vô làm Thủy không biết, để bạn tốt chỉ cho. Khách sộp á là khách sang trọng, thường hay cho tiền nhân viên phục vụ họ. Còn tiền bo là tiền họ cho riêng mình nữa, hiểu chưa? Ừ, hiểu rồi. Ông xã lúc này sao? Ông xã em lúc này cũng đi thường xuyên, làm ăn cũng được. Ơ, em đi nhà hàng đó hả? Dạ, em vô có chút chuyện với mấy người bạn làm ăn của em à. Mấy cháu ở nhà vẫn khỏe hết hả chị? Hả? Giờ chắc lớn lắm ha. Cháu lớn của chị á, nó đi du học rồi. Còn đứa nhỏ thì đang học năm thứ hai. Mấy cháu lớn hết rồi ha. Thôi, em đi nha. Dạ, không dạ, khác chị em mình gặp, chị vô rỗng nha. Dạ, dạ, vậy không khác gặp chị ha. Ê, bà tới kìa, chào đi. Dạ, em chào chị Đinh. Dạ. Cười mỏi miệng chưa? Dạ. Đây. Dạ, em cảm ơn. Cho em nè. Dạ, con cảm ơn. Đó, tôi nói mà bà không tin. Giờ bà tin chưa? Chị, chị còn mỗi chỗ nào không? Em đã bóp cho nha. Đúng là cháu nịnh. Tình xốp dẻo. Tin gì vậy chị? Nó lẻ lên. Con nhỏ tóc tém á, bị lão già toàn thịt rồi. Trời ơi, mà không biết rồi. Không biết nó có lụm được một cắt bạc nào của ổng không ta? Yên tâm đi, bây giờ hả, nó đang nhục nhã ê chề đó, không dám xuất đầu lộ diện ở đây đâu. Vậy á là chị sướng rồi nha, bây giờ á không có ai cạnh tranh với chị hết á. Vậy là cái gai của chị Chi á ta được nhổ bỏ rồi. Đúng, đúng rồi. Chị, bữa nào mình ăn mừng đi chị. Được không? Đúng là chó sủa chó không cắn. Mới rơi vào tay lão già đã bỏ chạy rồi sao? Làm mất công tao tốn tiền điện thoại mấy thằng em. Chị Chi nè, hơi đâu mà bận tâm với con nhỏ nhà quê đó. Thì đúng rồi. Nó cũng bình thường như những đứa con gái khác. Chính xác. Nó đâu có đẹp và lộng lẫy như chị đâu nè. Chị đừng có ganh tị với nó. Tao chỉ muốn lấy vài vết sẹo trên mặt nó làm kỷ niệm thôi, để cho nó hiểu rằng đụng tới Linh Chi này thì chỉ có con đường chết. Nhưng mà thôi chị ơi, cho nó con đường sống đi. Em nghĩ nó cũng tởn tới già rồi, không dám theo nghề này nữa đâu. Đúng rồi đó chị. Chị tha cho nó đi chị nha. Bây giờ chị là trùm rồi, không ai dám đụng tới chị nữa đâu. Không biết á, ông chủ có ra quyết định gì mới không? Mà tại sao lại họp nhân viên vào giờ này vậy ta? Ừ ha, có khi nào á, ổng tăng chức cho chị, rồi tăng lương cho tất cả mọi người không ta? Chuyện thường thôi. Ông muốn họp giờ nào thì cũng được. Không chừng á, ổng có hàng mới, rồi ổng định ba quay chị em mình đó mà. Cũng có thể. Vậy là có thêm người cạnh tranh với mình rồi. Hả? Chào ông chủ. Chào ông chủ. Hôm nay tôi có một việc quan trọng muốn thông báo với mấy người đây. Dạ, việc gì ạ? Thời gian vừa qua, nhà hàng chúng ta vắng khách sộp một cách trầm trọng. Nguyên nhân là do đâu? Do các cô. Do các cô không biết làm mới về mình, không biết đưa ra những chiêu thức để lôi kéo khách hàng vào nhà hàng chúng ta. Vì vậy tôi phải thay đổi quản lý. Ủa? Cái gì? Rồi còn chị Chi sao hả ông chủ? Người này sẽ thay thế tôi quản lý các cô.
Hả? Em vô được chưa? Vậy còn chi chi? Vô đi em. Là sao? Ôi trời ơi. Ở đây các cô cũng biết tôi là ai rồi đúng không? Hy vọng hợp tác với nhau vui vẻ. Quan hô quản lý mới. Chuyện như vậy là sao? Ừ? Tại sao anh đưa nó lên thay thế vị trí của tôi? Nó không hiểu kìa anh. Anh nói đi. Không hiểu hả? Không hiểu hả? Không biết sao là sao hả? Mình bất tài vô dụng, mình không làm được việc thì mình phải để chức quản lý cho người khác làm. Chuyện nó thường tình vậy mà cũng không hiểu hả? Ông thiệt là quá đáng mà. Còn mày nữa, mày đừng có ở đó mà tự cao tự đại. Tao không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Đồ quỷ cái. Ê nè. Em có sao không? Em không sao. Còn các cô, có cô nào muốn theo Linh Chi không? Xin mời. Con khốn nạn, mày sẽ phải trả giá cho tất cả những hành động ngạo mạn của mày. Tao thề, bằng mọi giá tao phải lấy lại tất cả những gì mày đã cướp mất của tao. Mày hãy đợi đó. Chị Chi đây. Tao muốn tối nay tụi bay phải lấy thẹo trên mặt con Tuyền tém cho tao. 10 chai. Xong việc tao sẽ chi đủ cho tụi bay không thiếu một cắc. Nhớ là đánh nhanh rút gọn, không để lại dấu vết. Để rồi xem. Nè. Dạ. Trốn việc phải không? Con mới đi làm hả? Dạ, hôm nay là ngày đầu con đi làm đó bà. Kêu tới bằng bà lận. Bộ cô già lắm sao? Kêu bằng cô được rồi, cho nó thân mật. Dạ, nếu cô cho phép. Con bao nhiêu tuổi? Dạ con 19 tuổi. À, vậy là cô đoán không sai. 19 tuổi là bằng tuổi con gái út của cô đó. Hèn chi, mới gặp con á, cô thấy giống như là mình quen biết nhau từ muôn kiếp nào á. Vậy hả cô? Vậy là con bằng tuổi con gái út của cô hả? Con gái của cô á, có nhiều nét giống con lắm. Vừa xinh đẹp, ngoan hiền và lễ phép nữa. Con biết không, nó đã lấy chồng nước ngoài cách đây một năm. Cô, bây giờ cô nhớ nó lắm. Thôi, cô đừng có buồn nữa. Rồi con gái cô cũng về thăm cô à. Dù gì chưa, gặp con cái cô xúc động. Thiệt kỳ quá hả? Không sao đâu cô, bà mẹ nào mà không nhớ con cái của mình. Vậy thôi, cô khóc được, cô khóc đi. Cô khóc được á thì nỗi buồn cũng vơi đi phần nào á. Con nói đúng đó, bây giờ con hết buồn rồi. Con gái cô có hiếu lắm đó. Nó lấy chồng nước ngoài, chứ ngày nào nó cũng gọi điện về thăm mẹ hết á. Rồi kể lể là bao nhiêu chuyện ở bên nước ngoài về cho mẹ nghe hết vậy đó. Gia đình cô bây giờ khá giả là nhờ một tay nó đó. Ta nói ở bên nước ngoài á, nó lấy chồng sướng lắm. Không có làm cái gì hết á, không có động tới móng tay móng chân gì hết á. Rồi được chồng thương yêu chiều chuộng nữa.
Mỗi tháng hả, còn gửi tiền về cho cô xài không hết luôn đó con. Cha mẹ, con là đứa con gái thất hứa. Con nói lên Sài Gòn kiếm thật nhiều tiền gửi về cho cha mẹ, nhưng con không biết làm cách nào để có nhiều tiền. Cuộc sống ở đây bon chen quá, càng ngày con càng cảm thấy mệt mỏi nè hơn con. Dạ. Có chuyện gì mà thẫn thờ ra vậy? Dạ không có gì đâu cô. À nè, đây, cô cho thêm con đó. Con cầm đi. Cầm đi đừng có ngại. Dạ. Con tên là Ngọc Thủy hả? Dạ. Tên đẹp quá. Ngọc Thủy là làng nước trong xanh. Tên đẹp giống như là người của con vậy đó. Dạ con cảm ơn cô. Ờ mà nè, hôm nào đó cô cháu mình hẹn đi ăn nha, để nói chuyện tâm sự nhiều hơn. Mà cô nói trước nha, con không có được ngại, bởi vì cô xem con giống như là con gái của cô vậy đó. Với lại được đi với con, cô thấy không có buồn gì đâu. Nói với cô dạ. Đi ha. Dạ được. Con gái ngoan quá. Thôi cô vô gặp mấy người bạn, hẹn gặp lại con sau nha. Dạ. Cô đi nha. Dạ chào cô. Tao biết mày đang rất là căm hận tao, nhưng nói cho mày biết, sống trên đời á, thắng làm vua, thua làm giặc. Đúng rồi. Nể tình tao để cho mày ở lại đây sinh sống, kiếm chút cơm chút cháo nghe mày. Tao cũng chóng mắt coi mày làm trời làm đất được bao lâu. Rồi cũng sẽ có một ngày mày phải quỳ xuống chân tao, mày van xin tha cái mạng chó của mày á. Tao nghe sợ quá. Tao cũng chóng mắt lên coi con nào sẽ quỳ dưới chân con nào biết không. Để rồi xem. Để rồi xem. Ba đứa bay á, liệu hồn với tao nha. Nhất là mày á. Đi tụi bay. Mày có chừng nha mày. Tụi bay liệu đó. Nè em, em mới vô làm mà làm việc xiên quá vậy? Để anh. Dạ, được rồi anh Mưa. Sao anh không ra ngoài làm bàn việc? Bàn tay em đẹp quá, để anh nắm chút xíu nha. Đâu đâu, để anh coi nè. Cái tay này mà làm việc nặng, khổ, uổng lắm nha. Nè, anh muốn nắm tay em. Em nói với chị May đó. Em nằm xuống đi. Anh không làm gì em đâu, chị May không la đâu. Chị May không la đâu mà. Anh thương mà. Chết đi. Đau quá. Đi theo tao, để lên. À, chị ba, dừng lại, đèn đỏ. Chị ba, chị không nghe em nói hả? Ê, đèn đỏ đó. Thì mày dắt tao qua đường đi. Thì mày tháo cái mắt kiếng ra rồi mày dắt tao qua. Nè, đi. Đi đàng hoàng nha. Cẩn thận xe cộ nha con quỷ. Kỳ mạng quá. Mạng tao quan trọng lắm. Đi á. Đi lên. Qua chưa? Tới chưa? Rồi, qua đường rồi đó. Tới rồi hả? Ừ. Đeo mắt kiến vô. Chi vậy chị ba? Thì mày đeo mắt kiến vô đi. Ban ngày á, tao đi không có được. Mày biết sao? Tao đang trốn chạy đực. Trời ơi, em thấy anh đực cũng rất là tốt mà. Giờ chị ba có đốt đuốc đi khắp thế gian cũng không kiếm được người nào tốt như anh đực đâu nha.
À, mày nói vậy gì? Được rồi, tao hả sẽ làm mai cho mày cho thằng cha được. Không. Hả? Chị ba. Vậy. Chị ba nói vậy em nghĩ chưa? Chị ba lôi em đi về. Thôi mà, đừng giận mà. Nói bậy. Chị ba cũng biết chị ba bậy nữa hả? Mốt mà chị ba còn nói vậy nữa, em nghĩ chơi chị ba ra luôn á. Thôi mốt không nói nữa, thề á. Ủa mà mình đi đâu vậy ba? Bây giờ mình sẽ đi làm ca sĩ. Hả? Làm ca sĩ? Ừ, đi nha. À? Đi, lẹ lên. Dạ, mời hai chị ngồi. Dạ, ngồi đây. Dạ, hai chị dùng gì ạ? Nước cam 2 ly. Dạ. Ê chị ba, bộ chị ba hay vô đây chơi lắm hả? Đâu có đâu, tao cũng như mày á, lần đầu tiên vô đây luôn á. Lần đầu tiên vô mà sao em thấy chị ba ai chị ba cũng chào hết vậy? Thì trước là sao quen, bây giờ mày cũng phải học cách ngoại giao đi thì mày mới quen biết được nhiều người biết không? Chào hai em. Hai em đến với chương trình hát với nhau đêm nay á. Hai em định hát bài gì? Nói đi, mình đăng ký cho. Dạ. Không, em không biết hát, em không hát đâu. Sao vậy? Mày làm gì vậy? Không biết hát làm gì lại bài hải lên vậy? Mày không biết hát tao hát. Vậy thì em hát đi cho. Em xin hát bài Bông Điên Điển. Bông Điên Điển. Em tên gì nè? Em tên là Nguyễn Thị Bé Ba. Bé Ba. Chị hát thiệt hả? Cảm ơn em nhé. Dạ. Chị ba làm gì chị ba lên hát mà chị ba bê nguyên tên dòng họ dài sọc vậy? Bây giờ tên dài á nó mới ấn tượng biết chưa? Mày coi nè nha. Mày coi nè, xong mày này á chị ba mày lên liền á. Sao chị ba biết? Tao biết mà, coi nha. Dạ xin cảm ơn. Tới tao. Rồi, tới tao á, tới ơn tao. Em gái nhiều mày nha. Nghe nha, người ta giới thiệu tên tao á. Nghe nè. Để tiếp tục chương trình đêm nay, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khách. Và bây giờ, để thay đổi bầu không khí thật ấm áp và lãng mạn, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài hát mới có tên Bông Điên Điển với giọng hát ngọt ngào ấm áp của chị Nguyễn Thị Bé Ba. Đây, Nguyễn Thị Bé Ba đây. Xin trân trọng mời chị lên sân khấu. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát câu hò trên môi, miền Tây xanh sắc mây trời, phù sa nước nổi, người ơi đừng về. Với màu điên điên say mê, vàng trong ánh mắt, vô về gót chân, chót thương tình nghĩa vợ chồng, nên bông điên điên nở, cho lòng vẫn dương, tình thương em khó mà lường. Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha, còn đâu mà thông thả để về nhà thăm, xa xăm nơi chốn bưng biển, ăn bông mà điên điển,
nghiêng mình nhớ đất quê, chồng xa em khó mà về. Họ ơi họ, chồng xa em khó mà về. Họ ơi họ, chồng xa em khó mà về. Chị ba hay quá à. Giơ tay lớn lên đi. Hay quá chị ba ơi. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát câu hò trên môi. Miền Tây xanh sắc mây trời, phù sa nước nổi, người ơi đừng về. Với màu điên điên say mê, vàng trong ánh mắt vô về gót chân, trót thương tình nghĩa vợ chồng, nên bông điên điên nở cho lòng vẫn dương, tình thương em khó mà lường. Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha, còn đâu mà thông thả để về nhà thăm. Xa xăm nơi chốn bưng biển, ăn bông mà điên điển, nghiêng mình nhớ đất quê, chồng xa em khó mà về. Họ ơi họ, chồng xa em khó mà về. Họ ơi họ, chồng xa em khó mà về. Họ ơi họ, họ ơi. Tặng với ba nè. Em với ba nhận đi. Wow, lãng mạn quá. Sao sao có người tặng ba hoa cho em mà sao em lại từ chối, mất lịch sự lắm đó em à. Đúng rồi, chị nói đúng á. Chị muốn tặng bông kìa, tặng cho ông ta đi. Khởi. Dạ. Đợi ba. Đi. Đi. Ba. Đi. Sao vậy chị ba? Đi 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 đi. Đi. Bé ba, bé ba. Dạ, sao vậy? Tặng cho chị mà bỏ đi đâu vậy? Bỏ quà này của bé ba mà. Từ từ chị ba. Bé ba. Tặng tôi đi. Tôi nè. Nè đi. Mà khoan. Tặng hoa chưa đủ. Hôm kiss night. Không dễ đi được. Trời hôm ơi. Nè hôm trời ơi, ghê quá ghét ghê vậy đó chị ba. Chạy đi chị ba, nhanh lên chị ba, ba ơi em chạy không có nổi nữa đâu chị ba. Đi nhanh lên chị ba, làm gì chạy như vậy? Em đâu có biết đâu, chị ba bắt em chạy là em chạy á. Bé ba, bé ba có mệt không? Sao tự nhiên thấy được tặng quà cái bé ba bỏ chạy vậy? Tôi chạy á là tại vì cái bản mặt của ông á. Bản mặt được sao? Sao ông cứ đi theo tôi hoài vậy? Được đi theo ủng hộ ca sĩ bé ba mà, phải không? Wow, đừng thiệt là giỏi đó. Mày im. Ê, mai mốt bé ba đang hát á, được ở dưới bé ba, bé ba, bé ba, bé ba, bé ba, bé ba. Em bé... Ê, gì vậy? Cái chuyện mà tôi đi làm ca sĩ á, ông cũng biết nữa hả? Biết sao không? Bé ba làm cái gì, bé ba nghĩ cái gì, bé ba muốn cái gì, được đều biết hết đó. Ê, chị ba, bé ba, chị ba, bé ba, sao vậy? Sao vậy bé ba? Chị ba, bé ba xúc động á. Thôi hẻo rồi. Chị ba, trời ơi. Bây giờ mình vô mình hát tiếp được không? Hát cái đầu ông á. Biến. Chị ba không dữ quá. Còn mày mới theo phe ai? Dạ em theo chị ba. Hay là đứng đây tới sáng luôn đi. Bố ba khó hiểu ghê. Khó hiểu mà đáng yêu. Tao cũng chóng mắt coi mày làm trời làm đất được bao lâu. Rồi cũng sẽ có một ngày mày phải quỳ xuống chân tao. Mày gian xin tha cái mạng chó của mày á. Tao nghe sợ quá.
Tao cũng chóng mắt lên coi con nào sẽ quỳ dưới chân con nào biết không. Để rồi xem. Để rồi xem. Ba đứa bay liệu hồn với tao nha. Nhất là mày á. Đứa này mày. Chị, tụi tao cũng có taxi đâu. Ý mày. Có gì vậy? Ý. Ý. Bây giờ nó cho mày biết tay. Buông tao ra. Tụi mày làm gì vậy hả? Tụi mày bị khùng hay làm gì vậy? Má mày. Làm một cái đó tao cạch mày. Tụi mày làm gì vậy hả? Tụi mày muốn gì? Buông ra. Im không? Tao khùng á. Mày biết mấy khùng á. Làm gì nữa chứ? Tụi mày muốn gì vậy hả? Tụi mày muốn gì vậy hả? Tụi mày muốn gì vậy hả? Buông tao ra. Mấy dấu lên mặt mày á thì muốn. Nhưng tụi tao không thể làm khác được. Đúng rồi đó. Anh sẽ bỏ đi với em nha. Cứ la đi. Cứ la lên đi. Cưng. Cưng tao ra. Tao sẽ cho tụi bay tiền. La lớn đi. Nhiều dữ vậy. Tụi bay có thể giúp được em. Cứ la lối mà em. Cứ dễ dỗ. Cứ tao ra. Cứ đây. Cứ tao ra. Cứ đây. Cứ tao ra. Cứ đây. Cứ ra. Làm gì vậy? Điên. Mày lên theo mày. Anh đi. Mèo. Dạ. Tụi nó chạy rồi. Em có sao không? Em không sao, cảm ơn anh. Em chỉ bực mình chút thôi. Em là người có bản lãnh lắm. Anh xin mạn phép, tối nay hộ tống em về nhà được không? Em có ngại không? Dạ không ngại. Em có sợ không? Dạ không. Em tên gì? Dạ em tên là Tuyền. Gọi là Tuyền Tém. Hai cái tên đều dễ thương hết á. Còn anh, giới thiệu về mình đi. Anh tên Điền, mà mọi người hay gọi anh là Đô. Chắc là họ thấy cái gì của anh cũng đô hết, nên họ mới gọi anh như vậy. Thật ra thì anh thích cái tên Điền Đô hơn. Điền Đô có nghĩa là đồ điên. Anh có nhiều cái điên lắm nghe, tại anh chưa bộc lộ hết bản thân thôi. Vậy mong anh bộc lộ cái điên của mình thử xem. Cái điên của anh bộc lộ rồi đó. Mới gặp em lần đầu mà em đã làm cho anh điên lên rồi. Anh cũng lẻo mép quá. Nhưng em thích sự lẻo mép đó của anh. Thật khủng khiếp, sao những bước chân đầu đời của mình lại chênh vênh như vậy. Chị may tốt, nhưng gã em bệnh hoạn của chị không tốt. Mình làm sao có thể tiếp tục làm việc đây?
Hương Liên. Nè, anh Hiệp nè. Em sao vậy? Hả? Anh Hiệp, anh có phải là người tốt không vậy? Ừ. Nhưng tại sao em hỏi vậy? Hả? Thì anh cứ trả lời em đi. Anh có phải là người tốt không? Anh không trả lời được, chỉ có nghĩa anh là người xấu luôn rồi. Liên à, hình như em gặp chuyện gì đúng không? Nói nghe coi, chuyện gì? Hả? Anh Hiệp nè, Liên. Em không hiểu sao bây giờ ở ngoài xã hội lại có nhiều người xấu vậy không biết. Con người ta sống với nhau, tại sao không mang lại cho nhau những điều tốt đẹp, những điều chân thành, mà phải mang đến cho nhau những điều kinh khủng và tồi tệ ha? Nhưng mà em đang gặp chuyện gì vậy hả? Hả? Nói nghe coi. Cảm ơn anh Tuyên. Anh Hiệp, em cảm ơn anh đã hộ tống em về tới đây. Có gì đâu, chuyện nhỏ mà. À, sáng ngày mai em ghé theo địa chỉ này, em sẽ gặp mặt kẻ thù của em ở đó. Lúc đó em muốn xử lý tụi nó ra sao thì tùy em. Hay quá vậy. Em không ngờ anh là người đàn ông tuyệt vời như vậy. Chưa hết đâu, sau này khi em biết rõ về anh, em sẽ còn thấy anh tuyệt vời như thế nào nữa. Anh về cẩn thận, anh ngủ ngon nha. Chào em. Hương Tuyền nó không có cái gì đâu. Anh Hiệp à. Nhìn hai người đẹp đôi với nhau quá ha. Tuyền, Tuyền đừng có hiểu lầm. Liên không cần phải nói gì đâu. Hai người đẹp đôi thì tôi nói đẹp đôi thôi. Anh Hiệp kiếm Tuyền kìa. Kiếm Tuyền làm gì? Hai người cứ tự nhiên đi. Mệt mỏi quá, nguyên cả ngày hôm nay gặp toàn chuyện gì đâu không. Tuyên, Tuyên. Anh Hiệp, anh Hiệp. Anh không có hiểu con Tuyền bằng em đâu. Để từ từ rồi em khuyên nó. Là chuyện của hai người, em không biết phải nói sao nữa. Em cảm thấy là nếu như mà anh Hiệp yêu nó thật lòng thì chỉ có cách là anh phải chấp nhận nó thôi à. Dạ mời cô. Chào chị, anh Điền đang đợi chị, mời chị vào trong. Ừ. Mày lộng hành lắm rồi, không coi anh hai tao ra gì hả? Anh hai, em cơ hội chuộc lỗi cho anh hai. Mày đừng lộn xộn. Mày không thấy anh hai tôi đang bận sao? Anh hai em biết lỗi, anh hai tha cho tụi em đi anh hai. Im hết đi. Vô đi. Anh lỗi cho em. Chị hai ra cho em chơi. Có chuyện gì vậy anh? Lại đây. Còn nhiều chuyện vui lắm. Bây giờ em là bạn gái của anh, là chị hai của tụi nó. Bất cứ thằng nào hó hé
tao bóp nát đầu, hiểu chưa? Chú Công, đem người đó vô đây. Vô đây. Con khốn, thấy anh chị hai mà không quỳ xuống hả? Quỳ xuống. Em là chị hai rồi, muốn xử sao tùy em. Ok anh, em biết xử tôi nói thế nào rồi. Chị hai, tao lỗi cho em. Chị hai, tụi em đi chị hai. Tôi biết lỗi rồi mà. Hai đứa bay á, đừng có dập đầu nữa. Đứng về rót rượu xin lỗi anh hai đi. Dạ. Vậy mà anh hai, nể tình chị hai tụi bay, tao uống ly rượu này. Lần sau tụi bay còn như vậy nữa, tao uống máu tụi bay đó, hiểu chưa? Dạ em mời chị hai. Tụi mày tưởng đâu tao tha tội cho tụi mày dễ dàng vậy hả? Lùi lại, quỳ xuống, tự tát vô mặt mình 100 cái. Mày mày, tăng mạnh lên mày, đừng để chị hai tao ngứa mắt. Tới phiên tao là tụi mày húp cháu đó. Chị hai tha mạng cho em đi chị hai. Em biết lỗi em rồi, em có mắt mà cũng như mù. Em không biết chị là người của anh hai. Chị tha mạng cho em đi chị hai. Tha cho em đi chị hai, chị kêu em gì em cũng làm hết á. Tha mạng cho em đi mà chị hai, em xin lỗi chị mà chị. Cái tát này là mày nợ tao, tao đòi lại. Chuyện này là chuyện nhỏ, giờ mới là chuyện lớn. Không, tha cho em đi chị hai, tha cho em đi chị hai. Xử đi mày. Tha mạng cho em đi chị hai, tha cho em đi mà chị. Tự xử đi. Tự xử đi mày. Chuyện ở đây cứ để thằng chuột nó lo đi. Em không cần phải bận tâm mấy đứa tép riêu này đâu. Anh đưa em lên phòng nghỉ nha. Không, chị hai cứu em đi chị hai. Tha cho em đi mà chị hai. Tính đi đâu hả? Tha cho tôi đi mà. Mày la lên đi. Tha cho tôi đi mà. Tao tự nhiên vô duyên. Trời ơi là trời. Con có sao không con? Con có sao không? Sao vậy? Có bị giật đồ không? Con có té đau chỗ nào không? Lượm túi sách lên cái gì đó đi. Con mất gì không con? Lớn tuổi rồi mà còn mất nhân tính. Cái chuyện gì vậy? Tội nghiệp quá thôi. Đã nghèo gặp cái eo nữa. Chồng thì mới chết, chưa có được bao nhiêu ngày nữa. Vậy mà bọn cướp cũng không tha cho. Mấy cái quần khốn nạn gì đâu. Đã nghèo khổ vậy mà. Bọn chúng đã lấy hết của cô bao nhiêu tiền vậy? Mất túi của tôi rồi. Tôi tìm đi dài dài mua thuốc cho con tôi mà giờ cũng mất hết trơn rồi. Giật đồ.
cướp giật của người giàu. Tôi không ơi nè. Bắt được tôi nhốt nó vô tù. Ờ cô ơi, con còn bao nhiêu đây? Cô cầm tạm để lo thằng rút cho cháu nha. Cảm ơn cô tốt quá. Tôi có tiền mua thuốc cho con tôi rồi. Đợi bà phụ ơn cho cô. Không sao đâu, cô đừng có nói như vậy. Dạ cảm ơn cô. Đỡ bà lên đi. Rồi rồi xong rồi, thôi thôi đi. Thôi đi, thôi vậy ta. Về đi. Đi đi đâu? Thủy. Dạ. Có một tin vui và một tin buồn. Thủy muốn nghe tin nào trước? Thôi Hiền nói hai tin cùng lúc cho Thủy nghe luôn đi. Trời, làm sao mà nói hai tin cùng một lúc được. Thôi, để Hiền nói tin vui trước nha. Ừ. Bà Đinh, chịu nhận Thủy làm con nuôi rồi đó. Vậy hả? Bà này mà nuôi mát tay lắm. Mấy đứa con gái của bà toàn lấy chồng giàu không à. Hôm rồi nè, con nhà Úc của bà, nó lấy chồng qua Mỹ, rồi đi qua bển sống luôn rồi. Cha, mẹ, con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền mang về quê cất nhà cho cha mẹ ở. Con gái của cha mẹ không sợ cực khổ gian nan. Con sẽ làm hết sức mình để báo hiếu cha mẹ. Thủy à. Làm gì mà thẫn thờ như người mất hồn vậy? Thủy thích làm con nuôi của bà Đinh lắm đúng không? Ừ, thì bà Đinh tốt bụng, Thủy có cơ may được chọn làm con nuôi á, Âu cũng là cái duyên đó. Mà vậy là ok rồi nha. Còn bây giờ là tin buồn. Thủy nghe xong không được khóc đó nha. Ừ. Ba mẹ của Hiền á, không có cho Hiền đi làm nữa. Mà ông bà bắt về học hết cấp 3, rồi muốn đi đâu thì đi. Vậy là tụi mình sắp phải xa nhau luôn rồi hả? Ờ, Hiền buồn quá Thủy ơi. Thôi, đừng có buồn nữa. Thủy cũng buồn đâu có kém gì Hiền đâu. Thôi đi. Dạ. Cùng lúc ngàn đóa hoa sen, mỗi bông 10 cánh rụng trên mặt hồ. Không còn là chuyện hư vô, đoài thơm một cánh, điên rồ nhị hương. Sen trắng thơm quá. Hồi đó tới giờ tôi bán sen, tôi không thấy ai mà thích sen trắng cũng như cô á. Ê, mà có một cái cậu á, đặc biệt. Cậu cũng thích sen trắng, vừa mới mua một bó sen trắng, vừa mới đi hồi nãy đó. Có phải cái cậu mà lần trước giữ giùm con quyển sách không bỏ quên không bà? Ờ, à, đúng rồi đó. Chào bà. Trời ơi, lâu quá mới gặp cô đó. Dạ, con tới nghe bà đọc thơ nè. Trời, miễn là mấy cô mà không chê thơ của tôi dở đó là tôi vui lắm rồi. Dạ. Trời ơi, bà có nhiều thơ hay về sen lắm. Lần nào chị đến cũng đều mua hoa và nghe bà ngâm thơ. À, vậy ra chị cũng thích hoa sen nên hay tới đây mua sen hả? Ừ. Sen vẫn thế và âm thầm lặng lẽ. Rồi một mai bừng sáng giữa khung trời, từ sâu thẳm chốn bùn lầy đất mẹ, ngát hương sen nét đẹp chẳng phai phôi. Chị làm thơ hay quá. Hai cô nói chuyện mà đọc thơ nghe hay quá à. Hoa sen ý đạo từ đời mà ra, ai yêu sen yêu thơ về sen là người biết sống cho dạ. Đời có cái tấm lòng vị tha hơn người. Dạ, dạ. Chị yêu hoa sen, yêu cái giản dị, tao nhã và tinh khiết. Sen là hiện thân cho tính cách, lối sống một tâm hồn đẹp. Chị em mình gặp nhau cũng là một cái duyên, em có nghĩ vậy không? Dạ phải. Bà ơi. Hả? Gói hết cái này giùm con đi. Cô muốn hết hả? Dạ. Chàng ơi. Để con phụ bà.
Lên xe đi con. Dạ nhưng mà. Con đừng có ngại, cô coi con như là người nhà của cô vậy mà. Con lên đi, con đừng có ngại ha. Dạ. Lên con. À, em vô đây lựa đồ đi. Không chịu à? Không. Ở đây đẹp quá à. Anh. Mình vô đây đi. Dạ em chào chị ạ. Dạ em chào chị. Cô có còn nhớ tôi không? À tôi quên. Các người chỉ làm đúng phần sự của mình thôi đúng không? Bà chủ các người á sẽ đóng tiệm sớm. Chỉ có những nhân viên ngu ngốc như các người á, các người rất là sai lầm khi nhìn mặt mà bắt hình dung. Có chuyện gì vậy em? À, có chuyện gì đâu anh. Em có mối thù nhỏ ở đây. Chị hai mà, muốn gì cũng được. Anh có muốn đi coi đồ nữa không? Ok. Ừ, chỗ khác nha. Ừ. Cô nói thiệt nghe. Dạ. Mới nhìn con là cô có cảm tình liền hả? Làm như là ông trời ông sắp đặt cho cô có duyên làm mẹ nuôi của con đó. Con có một vẻ đẹp nhu mì mà ai nhìn cũng phải thương mến hết vậy đó. Cô cũng phải thầy bói chứ. Nhìn con á là cô đoán là sau này á con sẽ lấy chồng giàu sang nè, sung sướng tấm thân nữa. Dạ con cảm ơn cô đã khen. Cô không lẽ bây giờ con không gọi cô được là má hay là mẹ hay sao? Cô hoài hả? Hay là cô không xứng đáng là mẹ nuôi của con? À, dạ con không phải vậy đâu. Tại con không ngờ là mình lại được may mắn đến như vậy. Dạ không có gì đâu cô. Vậy là con bằng lòng rồi đó nghe. Dạ. Bây giờ á, hai má con mình đi mua sắm, sau đó đi ăn nhà hàng ha. Dạ. Sen trắng bùn nhơ chẳng dính nhơ, loài hoa quân tử đẹp như mơ. Hân hoan mặt khách trao lời nhạc, cảm hứng tao nhân xuất ý thơ. Chào Hương Liên. Ủa, chào anh. Hôm nay cô có chuyện gì vui sao? Vừa đi vừa đọc thơ vừa mỉm cười như vậy, trông rất là dễ thương. Chắc tại là hôm nay tôi mua được sen trắng cho nên thấy vui vậy thôi. À, tôi có thể mời Hương Liên ly nước được không? Dạ được. Mời Hương Liên ngồi. Dạ. À, Hương Liên uống gì để tôi gọi? Cho tôi một cam giác. Chị ơi, cho một ly cam giác. Dạ. À, quê Hương Liên ở đâu? Em hả? À, dạ, quê em ở Đồng Tháp. Còn anh? Sài Gòn. Ở Đồng Tháp chắc là sen nhiều lắm hả? Ủa bộ hôm nay anh ăn vũ không đi làm hả? Ủa, làm sao Hương Liên biết tên của tôi? Ủa, em tưởng là anh cố tình ghi tên mình trong quyển sách để em biết chứ. Chẳng qua là lúc đó tôi chỉ muốn mà Hương Liên hỏi gì vậy? Hồi nãy hình như là anh trả lời em là quê anh ở đâu chưa? Ở Sài Gòn. Em xin lỗi. Hôm nay anh ăn vũ không đi làm hả?
An Vũ. Hương Liên gọi nghe rất là dễ thương. Thú thật là đã lâu lắm rồi tôi không nghe một người khác gọi tên mình một cách dễ thương như vậy. Hôm nay tôi được nghỉ làm. Công việc mới của Hương Liên như thế nào? Dạ, em đã nghỉ rồi. Sao vậy? Tại vì công việc đó chưa có phù hợp với em. Tôi nghĩ là không sao đâu. Hương Liên còn trẻ mà, có rất nhiều cơ hội đang chờ Hương Liên ở phía trước. Mình không làm được việc này thì mình nên tìm việc khác, có đúng không? Em cũng hy vọng vậy. Dạ cảm ơn anh chị dùng nước ạ. Anh Hiệp hả? Em nghe đây. Anh mệt quá. Anh có sao không? Alo. Anh Vũ à, em xin lỗi nha, em phải đi. Hương Liên à. Dạ. Cô có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Em có một người bạn, anh vừa gọi cho em nói là đang bị mệt, rồi xong cúp máy em gọi lại không được. Em thấy lo quá, giờ em phải qua nhà ảnh. Em xin lỗi. Hương Liên, nếu như mà Hương Liên không ngại thì tôi chở Hương Liên qua đó cho nó tiện. Vậy em cảm ơn. Mình đi. Dạ. Nước hoa ở đây thơm lắm đó con. Dạ. Con đi vô đây, má mua cho con mấy bộ đồ mới. Dạ. Thôi, đồ mua ở đây mắc lắm đó má. Con không xài hàng xa xỉ vậy đâu. Trời đất ơi, con bây giờ là con gái của má rồi, không lẽ má tiếc với con mấy bộ đồ mới sao? Đi mua đồ mới đi, rồi sau đó mình đi ăn luôn. Ở bên đây nè, có cái tiệm bán đồ ăn ngon lắm. Đói bụng rồi phải không? Dạ. Chờ má một chút. Alo. Tới rồi đó hả? Đang dẫn con gái đi mua sắm. Chờ chút nghe. Qua liền. Ủa má. Hả? Bộ mình đi ăn chung với ai nữa hả má? Bạn của má. Tao nói ông này ổng giàu dữ lắm. Ý, hình như là con không có xài điện thoại hả? Dạ không. Trời đất ơi, thời buổi này mà không có xài điện thoại là sao? Cái điện thoại tiện lắm đó con, nó giống như là vật bất ly thân vậy đó. Thiệt tình hả? Đây nè, cầm lấy mà xài. Thôi má ơi, mấy này mắc lắm, con không lấy đâu. Trời, coi đó, con bây giờ là con gái của má rồi, mình là người một nhà rồi, không lẽ má tiếc rẻ với con cái điện thoại sao? Cầm đi, khi nào mà má nhớ con á, cái má gọi cho con, có cái để mà liên lạc với má, nghe không? Dạ con cảm ơn má. Thôi đi mua sắm đi rồi còn đi ăn nữa con. Đi. Dạ. Tuyền ơi. Tuyền. Anh Hiệp ơi. Anh Hiệp. Anh Hiệp. Anh Hiệp. Tuyền ơi. Tuyền. Anh có sao không vậy? Trời, sao người anh nóng quá vậy nè? Có cần phải đưa anh đi bác sĩ không anh? Anh nghĩ có lẽ cậu ta không sao đâu. Có thể bị cú sốc vì tình cảm, rồi lại không ăn không uống, cho nên bị suy nhược cơ thể. Hương Liên à, em vô lấy khăn nóng đắp lên trán cậu ta đi. Dạ. Để anh đi mua thuốc cho. Dạ anh đi giùm em. Tuyền ơi, đừng bỏ anh mà. Tuyền. Anh Hiệp à. Tuyền em ơi. Đi nè, Hương Liên nè. Đừng bỏ anh Vũ Tuyền. Thiệt là tốt bụng. Tuyền ơi, em đừng như vậy mà Tuyền.
Em Hương Liên nè anh Hiệp. Tuyền ơi. Không sao đâu anh Hiệp à. Anh sẽ không sao đâu. Tuyền ơi. Hương Liên. Anh Hiệp. Đừng anh Hiệp. Anh cứ nằm nghỉ đi. Anh còn đang mệt mà. Trong anh lúc này tệ hại lắm đúng không? Không đâu anh à. Em nghĩ là anh đang bị tổn thương. Nhưng mà chuyện tình cảm rất là khó nói. Em nghĩ anh cũng không nên dày dò bản thân mình như vậy. Dù gì chuyện cũng đã qua rồi. Hương Liên à, cảm giác trong lòng anh lúc này khó tả lắm. Anh thấy thật ấm áp, giống như là em đang tiếp thêm sinh lực cho anh vậy. Mỗi người có một nhiệm vụ trong cuộc sống. Về vai trò của em đối với anh, chỉ có như vậy thôi anh Hiệp à. Em nói vậy nghĩa là sao? Nghĩa là khi anh cần một người bạn, người đó chính là em. Chào cậu. Ủa, anh là... À, đây là anh An Vũ, bạn em. Rất vui khi gặp cậu. Chào Hương Liên nè, em lấy cháo cho bạn ăn đi. Ăn xong rồi uống thuốc cho nó khỏe. Dạ. Tôi làm phiền hai người quá. Có gì đâu mà làm phiền. Cậu là bạn của Hương Liên thì cũng là bạn của tôi mà. Để em đút cháo cho anh ăn nha. Thôi, anh tự ăn được rồi. Hiệp ơi, Hiệp. Hiệp ơi, Hiệp. Hiệp. Tao nhận được điện thoại báo tin mày gục ngã. Tao liền chạy về đây nè. Mày, tao chỉ có mày là một người bạn thôi. Mày mà chết rồi tao sống với ai đây? Hiệp ơi, Hiệp. Mày đừng có gì chữ tình mà mày tự tử Hiệp. Mày khùng quá à. Tao có sao đâu. Người ta cười tao bây giờ nè. Anh Hiệp, anh không có sao đâu. Vậy hả? Ăn cháo uống thuốc là khỏe à. Không có sao phải không? Ừ. Hương Liên à. Chúng ta về đi, cho cô ấy nghỉ ngơi. Dạ. Dạ cảm ơn anh nha. Không có gì. Anh được. Anh cho anh Hiệp ăn cháo rồi uống thuốc nha. Ờ, để được lo cho. Cảm ơn Hương Liên nha. Anh giữ sức khỏe, nhớ những gì em dặn nha. Ừ, anh nhớ rồi. Chăm sóc cho anh Hiệp nha anh. Được. Em về. Chào em. Nè. Nè, không sao, tốt rồi. Ăn miếng cháo đi. Nè, nè, nè. Nhìn gì cũng biết nữa, ăn cháo đi. Ủa, mày bị sao hả? Đúng. Đúng mà, đúng mà. Mày. Nè, nè, nắm miệng đi. Đây, nóng đâu nóng. Cháu ngon muốn chết luôn, nóng gì. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Thổi gì mà nóng. Ăn đi. Công nhận cháu ngon ghê. Nhớ giữ kỹ vật này cẩn thận. Không chừng đây là đầu mối để bay tìm lại ba mẹ ruột của mình. Mười ơi, không phải Phân không muốn tìm lại ba mẹ ruột của mình đâu. Nhưng mà Mười mới là người nuôi con từ nhỏ đến lớn. Với lại trong thâm tâm của con, Mười vừa là cha mà Mười cũng vừa là mẹ luôn rồi. Bộ đồ con nít đó, bộ có liên quan tới thân thế của Hương Liên hay sao? Hèn chi, lúc nào cũng thấy nó nâng niu. Tuyền mới về hả? Ừ. Liên muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình hả? Ừ. Cái loại này là loại gắm thượng hạng đó nha. Chắc là gia thế của Liên không phải là tầm thường đâu. Biết đâu sau này á, Liên trở thành đại tiểu thư con nhà giàu thì sao? Liên đâu có quan trọng mấy cái chuyện đó đâu. Ông trời á,
Nếu như có cho Liên gặp lại ba mẹ ruột của mình, thì Liên cũng chỉ cần họ trả lời cho Liên biết là tại sao trước đây họ lại bỏ rơi Liên thôi. Trong thâm tâm của Liên, không có ai qua được 10 hết. Tùy nghĩ coi, 10 là người nuôi dạy Liên khôn lớn, thì 10 cũng giống như là cha mẹ của Liên rồi. Nhưng mà có cha mẹ giàu có thì cũng tốt hơn. Tiền gom đồ tính đi đâu vậy? Từ đi du lịch mấy ngày rồi đổi gió luôn, chuẩn bị cho công việc mới mà. Sẵn tiện được mở mang đầu óc. Ờ, vậy cũng tốt. Ủa mà Tuyền tính đi với ai? Trời, Tuyền đừng có nói với Liên là đi với cái ông mà mặt mũi bặm trợn hôm bữa nha. Anh Điền vậy mà Liên nói là bặm trợn. Trời ơi, nhìn anh đẹp trai như là diễn viên Hồng Kông vậy. Dạo này á, Tuyền đi với anh Điền cũng có thể là quen với anh Điền luôn. Tuyền khùng rồi hả? Tuyền có biết mấy bữa nay anh Hiệp mất ăn mất ngủ với ai không? Người yêu thương mình thật lòng thì không biết thương người ta, tối ngày cứ đi thương những cái người xấu không à. Anh Hiệp suốt ngày. Tuyền không có thích Liên nhắc tới anh chàng nhà quê đó trước mặt Tuyền đâu. Nếu mà thích á thì Liên sở hữu luôn đi. Tuyền đi á. Mà Liên nhắn với con Thủy á là gọi điện thoại cho cha nó liền nha. Cha nó đang đợi điện thoại nó để nó gửi tiền về xây nhà đó. Mà thằng Tiến bỏ xứ đi lập nghiệp, mày về nhà bằng hai bàn tay trắng, ta nghe được cười chết. Thôi Tuyền đi nha. Đi cẩn thận đó. Chào em. Kể từ ngày mai em không cần phải đi làm nữa. Nếu không đi làm ở nhà em buồn lắm, mà không có tiền xài nữa em biết phải làm sao. Bắt đầu từ bây giờ em đã là người của anh rồi. Chỉ cần em đi đâu làm gì, điều đó đối với anh rất quan trọng. Xinh đẹp và thông minh như em phải xuất hiện ở những nơi có đẳng cấp, và chỉ những chỗ đó em mới có thể trở thành bà hoàng trong mắt mọi người. Còn tiền em cứ xài vô tư, em không từ chối chứ. Tuy nhiên, để trở thành chị hai, điều đó không có đơn giản đâu. Em hãy suy nghĩ cho kỹ. Em bây giờ là người của anh rồi, em không cần phải suy nghĩ gì nữa hết. Nhưng mà em có chuyện này muốn nhờ anh giúp đỡ. Em nói đi. Em muốn ông chủ nhà hàng Sơn Dương phải thân bại danh liệt. Alo, cục cưng đó hả? Má nghe nè, con gửi tiền gì cho má chưa vậy? Trời ơi, lần này con gửi tiền gì cho má hả? Má sắm vàng má đeo. Mấy bà bạn của má hả đeo vàng đỏ tay, cái mặt chảnh thấy ghét luôn vậy đó. Gì con, sao? Dạ, con là Thủy nè Thím Tông. Thủy? À, Thủy con cha Trúc đó hả? Má xin lỗi con nghe, bữa hổm cha qua đây cha năn nỉ má quá đi. Cho thằng Trả mượn cái điện thoại, cha gọi cho con Thủy. Mà thằng Trả đâu có biết số đâu mà Trả gọi con. Dạ không phải, con là con Thủy, con của ông Hai Trúc này Thím Tòng. Ai? Thủy hả? Trời ơi, làm hồi nãy giờ tôi tưởng cục cưng của tôi gọi về không hả?
Mày gọi nhờ điện thoại mày làm gì, mày làm tàn dữ vậy mày? Nói lớn bây giờ tao điếc cái lỗ tai tao luôn đây nè. Ê, sao biết số điện thoại của tao bị gọi về vậy mày? Hả? Thằng nào cho mày? Thằng nào ganh tị cho số điện thoại của tao cho mày? Thấy người ta có điện thoại đẹp cũng ganh tị nữa. Đúng là cha nào con nấy à. Hèn chi hồi sáng giờ con mắt tao giật muốn chết luôn, tao biết thế nào bữa nay cũng có chuyện mà. Tao. Dạ, gì cho con gặp cha con? Bữa thằng cha mày cũng gọi điện thoại cho mày mà không được đó. Bữa nay thằng cha nhắn tao là nếu mà Tuyền có gọi về đó thì kêu con Thủy gọi về cho thằng cha. Giờ qua kêu thằng cha phải không? Được rồi. Ê chết rồi Thủy ơi Thủy. Chết rồi con ơi. Ba con hả quýnh má con quá trời luôn. Trời ơi nó đá. Trời ơi nó đạp. Trời ơi nó đạp. Chết rồi con ơi. Má mày thê thảm rồi. Cũng tại mày hết trơn hết trội hà. Mày nói mày lên Sài Gòn mày kiếm chồng giàu, mày gửi tiền về cho thằng cha cất nhà. Mày đâu có gửi đâu, bây giờ thằng cha đập má mày quá trời luôn kìa. Trời ơi trời, chết má mày rồi. Mày đó, mày có thấy con Tuyền của tao không? Nó khờ khờ vậy đó mà nó lên Sài Gòn nó gửi cho tao một cục tiền bự thì là bự, tao cất nhà tường cho mày biết vậy đó. Chết chưa, cha đánh má mày quá trời. Chết rồi. Trời ơi trời, nó giận cái nào cái nấy bự quá trời luôn. Chết rồi, liệu này má mày sống không nổi rồi Thủy ơi. Gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha. Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha. Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha. Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha. Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha. Hay, hay quá. Công nhận với ba hát bá cháy thiệt nha. Bất lịch sự. Tặng ca sĩ. Thôi không thèm. Bé ba, mai mốt á bé ba trở thành ca sĩ nổi tiếng á, nhớ đừng có quên Đực nha. Ai rảnh đâu nhớ ông Chi cho mệt vậy. Bé ba không nhớ Đực, để Đực nhớ bé ba được rồi. Thôi tôi nói rồi, cái tên Đực của ông á nó xấu lắm biết không, tối ngày cứ đực hoài. Đực biết là Đực không có đẹp trai à, tên Đực xấu, nhưng mà Đực thương bé ba thật lòng thật dạ. Cái mặt Đực á không có đẹp, nhưng mà bộ đồ lòng của Đực không có xấu đâu nghe. Ê, bộ đồ lòng của Đực đẹp lắm á. Ê, ai cho thương, ai cho ông thương tôi mà thương hả? Cái bộ đồ lòng của ông á có tin tôi đi đem xào với mướp không? Mới sáng sớm nói mày bạ không à. Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, ta thương thật lòng giờ đây nhớ mẹ. Ai làm gì vậy? Thì xịt nước. Xịt gì tùm lum vậy? Nếu ai thương tôi thì tôi đi xịt nước. Ê ngưng liền. Ê Đực, tôi nói cho nghe nha, cuối tháng hả mà tiền nước lên tôi kêu chị Nguyễn đuổi ông á. Ngưng xịt. Không xịt thôi. Xịt tùm lum mà hồi tôi phải lao nhà nè. Cảm ơn nhiều nha. Hết muôn hát. Anh uống cà phê đi. Cà phê tan đá rồi kìa.
uống đi. Em kể anh nghe cái này hay lắm. Có người nói á, là khi mình thử quay ngược trái tim lại thì sẽ có hình ngọn lửa. Đó là ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa ấm áp nhất. Em nghĩ tại sao bây giờ anh Hiệp không cảm nhận ngọn lửa đó để cảm thấy ấm áp, để xua đi cái giá lạnh đang tồn tại trong anh. Bây giờ ngọn lửa trong trái tim của anh đã lụi tàn hết rồi. Hoặc nếu như nó còn cháy thì nó thiêu đốt những cái gì còn lại trong anh thôi. Anh sai rồi. Hả? Anh để nó thiêu đốt tất cả những gì còn lại trong anh, chứ anh đừng có để nó tàn lụi. Bởi vì một khi con người ta trở nên vô cảm thì những tháng ngày trôi qua trở thành một cực hình anh Hiệp à. Anh cảm ơn em. Em đúng là một người bạn tốt, đã chia sẻ với anh lúc này. Với lại bây giờ anh có buồn rầu, anh có làm gì đi nữa thì cũng sẽ không thay đổi được sự thật. Anh biết hết chứ. Nhưng mà con người ta kỳ cục, dù biết thất bại nhưng vẫn cứ lao vào. Hương Liên à, anh bây giờ muốn buông xuôi tất cả. Anh không muốn tin tưởng điều gì hết. Anh Hiệp à, anh không được suy nghĩ như vậy. Đó là một suy nghĩ tiêu cực. Không ai ngăn cản anh buồn, nhưng bản thân anh không được quyền hủy hoại tương lai phía trước của mình. Nhưng anh là kẻ thất bại, em biết mà. Anh thấy buồn lắm Hương Liên à. Vậy thì anh chuyển nỗi buồn của anh qua em đi. Em sẽ nhận giùm anh một ít. Còn phần anh hãy dũng cảm đứng lên. Hương Liên à, em là một người phụ nữ rất can đảm đó. Em nghĩ chơi anh ra luôn. Ủa, em sao vậy? Sao tự nhiên anh chê em già vậy? Anh... em là một cô gái thép. Nè, anh chịu cười rồi đó nha. Anh chịu thua em rồi. Ủa chị, em dặn chị bận đồ này làm chi vậy? Chị thay ở nhà chị bận đi, ai cũng nhìn quá trời luôn, ngại quá. Trời ơi, chị thay đồ ở nhà chứ vậy? Trên đây có phòng thay đồ mà. Ủa vậy hả? Chị đâu có biết đâu. Thì chị nghe em dặn là lấy đồ đi, chị đâu có biết thay ở nhà luôn à. Thôi kệ đi, đẹp mà, người ta nhìn chút xíu có sao đâu. Đẹp hả? Chị thấy cũng bình thường thôi. Chị phải tin theo lời nhận xét của em chứ. Em ơi, dễ thương quá em ơi. Dễ thương quá à. Đã đi uống cà phê với tụi anh không? Chị đâu có biết tập tành mấy cái máy móc này đâu. Em gọi chị tới đây làm gì vậy? Không lẽ chỉ người ta tập? Em nói chị nghe, phòng tập này dành cho các đại gia và mấy em người mẫu đến đây để giữ dáng đó. Chị em mình đến đây tập gym, tút lại body, tụi đàn ông thèm chơi. Ra là vậy hả? Chỗ nào mà có đại gia thì chỗ đó có phụ nữ chị em chúng mình. Tất nhiên. Thôi chị lên đây, em chỉ chị tập. Ngồi đi. Chị ngồi lên đi, em chỉ cho. Dễ thương quá em ơi. Đúng rồi, để vô đó đó. Chân này để vô đây. Rồi. Giờ tập sao? Rồi xong chị để tay lên đây. Rồi, vậy là đạp thôi. Với cái máy này á, sẽ giúp chị giảm cân, giảm số đo vòng 2 nhanh nhất. Đốt cháy coi là toàn cơ thể luôn. Cái máy này hả? Ừ. Đạp vậy thôi hả? Vậy thì mua xe đạp về nhà đạp. Chứ chạy này chia cho mất công tốn tiền nữa. Trời ơi, cái máy ở nhà của chị làm sao sang bằng cái máy này. Đây, nè, em chỉ cho. Vậy hả? Cái nút này là nhanh chậm á. Ừ. Cũng dễ xài quá ha. Tất nhiên. À, con nhỏ đó đó hả? Có biệt danh là bướm bà, làm bia ở vũ trường á. Bia? Muốn bia chẳng hiểu bia là gì hết. À, bia có nghĩa là public relation, dịch ra là giao tiếp công cộng đó mà.
nhưng mà ở trong vũ trường cái nghề đó là tiếp khách. Cái hình xăm đẹp ha. Em thấy cũng thường. Mấy đứa ăn chơi tụi em á, đứa nào cũng có hình xăm hết trơn á. Còn tụi giang hồ á, thích xăm hình ghép vô tên cho ai đó mà. Em cũng có nữa, mà chỗ kín đáo, người yêu biết thôi. Đã quá vậy. Chị cũng muốn một cái. Em, xăm cái nào là quan nhất? Cái nào cũng được hết, trên người có là vui rồi. Vậy đi. Đi đâu? Thì đi, đi rồi chị nói cho em nghe. Đi đâu vậy? Dễ lắm rồi đẹp. Nghe em. Dạ rồi. Dễ thương quá ha. Chuyện của con trong lúc này đáng thương thiệt. Mà không ai như ba của con hết á. Đàn ông gì mà vô tích sự, không có làm được cái gì hết á. Suốt ngày chỉ biết vũ phu đánh đập vợ con thôi. Hèn gì mấy đứa con gái nó bỏ nhà dưới quê lên đây lấy chồng hết trơn hả? Vừa nhàn hạ, vừa sung sướng tấm thân. Tội gì mà không lấy, phải không con? Con xin lỗi má. Tự nhiên con đi kể chuyện gia đình của con cho má nghe. Nhưng mà bây giờ con rối lắm, con không biết phải làm gì hết trơn á má. Má hiểu. Con khờ quá. Bây giờ chúng ta là người một nhà rồi. Chuyện của gia đình con không phải là không có cách giải quyết. Nhưng mà có cách gì giải quyết giờ má? Má nói đi, con sẽ làm tất cả mọi thứ luôn. Miễn sao con cứu vãn được tình thế của gia đình con lúc này là được rồi má. Chuyện này á là tùy thuộc ở con á. Của con hả má? Má có thể nói rõ hơn cho con hiểu không má? Thôi, con đừng có khóc nữa. Con gái của má ngoan cỡ nào, con phải mạnh mẽ lên chứ. Vậy phải được không? Con sắp lấy chồng giàu có rồi đó. Con sắp lấy chồng giàu hả má? Ừ. Nhưng mà ở đâu ra hả má? Em nên ra mắt tổ sư đi. Dạ. Chị, hủ tiếu á, quan trọng nhất là nước lèo đúng không? Không. Không hả? Toàn bộ các món để nấu thành tô hủ tiếu á, đều quan trọng như nhau. Chỉ cần á, một thứ không ngon thì tô hủ tiếu nấu ra nó sẽ không ngon. À, hủ tiếu Mỹ Tho xưa nay á, nổi tiếng là cọng hủ tiếu á, dài và trong vắt, đúng không? Đúng. Nhưng mà hủ tiếu nhà của người đẹp còn ngon hơn. Vậy hả? Ừ. Ý, vậy là em học được á, là em hên rồi. Ừ. Ê, nhưng mà thiệt không á, chứ em nghe nói là hủ tiếu Mỹ Tho là nổi tiếng khắp miền Tây luôn á. Em cứ tin đi, hủ tiếu gia truyền nhà người đẹp á sẽ ngon hơn. Hôm nay người đẹp vui nên sẽ dạy em nấu hủ tiếu. Bây giờ em làm theo hướng dẫn của người đẹp nghe. Dạ. Ý, nhưng mà người đẹp xin phép tổ sư nhận em là đệ tử rồi hả? Đúng rồi. Người đẹp xin ý kiến của tổ sư, vì không muốn thất truyền nghề hủ tiếu đã một thời gian danh thiên hạ, cho nên tổ sư đã đồng ý cho chị nhận em làm đệ tử rồi đó. Và mới ra mắt tổ sư kìa. À, em mà xí. Em nhấn mạnh một lần nữa nha, cái này chỉ là sơ cua thôi, chứ thiệt ra em là ca sĩ. Biết rồi, có một câu nói hoài. Chừng nào mà em nổi tiếng khi làm ca sĩ á ha, thì chị sẽ nấu hủ tiếu gia truyền phục vụ cho em mỗi ngày, chịu không? Chịu liền. Vậy thì ca sĩ tương lai xin cảm ơn người đẹp Nguyễn Nguyễn. Sư phụ mới được chứ. À, vậy đệ tử xin đa tạ sư phụ. Đây, con cầm đi. Bao nhiêu đó chắc cũng đủ trang trải chuyện gia đình của mình rồi. Số tiền này lớn lắm, con không có nhận được đâu. Chỉ có kẻ khùng mới chê tiền thôi. Huống hồ gì, số tiền này đã thuộc về con. Số tiền này là của con hả má? Ừ. Con gái của má xinh đẹp như vậy thì làm sao mà khổ được.
đúng không? Mà nè, con còn nhớ cái ông khách Hàn Quốc mà hôm trước má con mình gặp không? À, con nhớ rồi. Cái ông mà già già rồi ốm ốm, mà ổng còn bị súng mấy cái răng nữa phải không má? Ôi trời ơi, đừng có chê người ta như vậy, lỡ mà ổng nghe được ổng buồn chết. Ổng già ổng xấu ổng súng răng, mà ổng có nhiều tiền ổng cho mình là được rồi. Cho con? Ừ. Ý của má ý cái gì không biết nữa. Thời buổi bây giờ chồng già vợ trẻ là tiên con à. Với lại đàn ông nước ngoài họ lịch sự lắm, chứ không phải như ba con đâu, suốt ngày đánh đập hành hạ vợ con. Con thích lấy chồng giống như ba con vậy hả? Lấy chồng xa xứ, bỏ lại cha mẹ con không yên tâm. Nhưng con cũng không đành lòng nhìn gia cảnh mình nghèo khổ, mẹ bị cha đánh đập mỗi ngày chỉ vì không có tiền. Con đau lòng lắm cha mẹ ơi. Thì à, má biết ép giàu ép mỡ ai nỡ ép duyên, đúng không con? Má biết con chơi ổng già, nhưng mà đàn ông độc thân mà giàu có bây giờ hiếm lắm con à. Chỉ cần ổng mà búng tay một cái thôi thì khối đứa con gái đẹp hơn con nhiều, xếp hàng để mà ổng chọn lựa nữa đó. Nhưng mà ngặt nổi, ổng chỉ kết con mình con mới ác chứ. Má, má cho con thời gian suy nghĩ, rồi con sẽ trả lời cho má nha. Má thương con lắm. Con cứ từ từ suy nghĩ ha. Khi mà con bình tâm trở lại thì con thấy mọi chuyện thông suốt thôi. Ha con ha. Dạ. Nè, đi gửi gấp số tiền này về cho ba con, không thôi ổng đánh má con chết. Đi đi. Thôi, con chưa có nhận lời gì hết mà má, con không có dám nhận số tiền này đâu. Thôi thì cái tiền này coi như là má cho con mượn đó, vậy đi cầm lấy không có ngại gì hết ha. Con mà chịu la. Thiếu gia mời rượu chị. Em đem trả chai rượu này đi, chị không biết uống loại rượu này. Dạ. Dạ cô ấy từ chối à. Lâu nay nghe tiếng qua hồng xanh, bây giờ mới được diện kiến. Mời em. Được thiếu gia mời rượu, qua hồng xanh không dám không nhận. Đêm này để gia anh em. Thiếu gia đừng có làm như vậy, em chỉ đáng giá bao nhiêu đó thôi sao? Rượu mời em không nhận, tiền em không cần. Vậy em cần gì đây? Em chỉ cần thiếu gia mỗi ngày đều đến đây, làm vui lắm rồi. Đêm nay overnight với anh đi cưng. Xin lỗi thiếu gia, đêm nay em có hẹn rồi. Thằng nào cả gan dám hẹn với em vậy? Anh trai kết nghĩa của em đó.
vô đi. Dạ. Tuyền nghe đây. Hello, chị Tuyền, chị đang làm gì vậy? Chị đang đi ăn với anh Điền. Em xin lỗi, đã làm phiền chị. Tối nay em ghé chỗ chị chơi nha. Chuẩn bị rượu tiếp em gái nha, nha chị. Ok em gái, chắc chắn là có rồi. Nhà hàng chị rất nhiều rượu. Wow, nghe hay đó. Vậy tối nay chị em mình gặp nhau nha chị. Ok em. Ok, ba chị. Bye bye. Sao anh nhìn em dữ vậy? Hôm nay em đẹp lắm, em biết không? Bộ thường ngày á, em xấu lắm hả? Trong mắt anh, lúc nào em cũng đẹp hết. Hôm nay là một cái ngày đặc biệt. Em đẹp lạ thường lắm. Nhan sắc á thì giống như những đóa phù dung, sớm nở tối tàn. Nhỡ mai á em không còn nhan sắc nữa, anh có còn thích em không? Mình sống cho trọn vẹn ngày hôm nay là đủ rồi, chuyện ngày mai tính sao đi. Ok, ngày mai tính sao. Let's go. Em kêu tính tiền nha. À, quán quen. Quen cũng phải tính tiền chứ. Quán quen như tiền của anh. Vậy thì biết bao nhiêu đâu mà tính. Đủ chưa? Chưa đủ hả? Vậy được chưa? Chưa đủ nữa hả? Chạy đủ chưa? Đi. Sao không thấy quán ăn gì hết vậy? Từ sáng giờ chưa ăn gì hết. Nhìn đói kiểu này chắc đau bột tử quá. Tuyến. 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 À, anh Hiệp. Gặp được em anh mừng quá. Anh đi đâu ở đây vậy? Anh tình cờ đi ngang đây thôi. Em đi ăn hả? Ủa, em đi ăn với ai vậy? Anh yêu, anh đợi em chút nha. Bạn trai của em ghen lắm, nhưng mà chắc không sao đâu. Anh cũng biết em với anh là đồng hương với nhau mà. Alo. Alo Diễm hả? Dạ. Chị với anh Điền vừa mới ăn xong rồi em. Bây giờ bọn chị vô khách sạn nghỉ ngơi một chút. Trời ơi, sang quá ta. Có gì đâu mà sang. Giờ tụi chị ở đỡ khách sạn, rồi mai mốt kiếm căn hộ nào sang sang ở cho nó sướng. Tối nay gặp em ở vũ trường nha. Dạ ba chị. Ok em. Ok, bye bye. Xin lỗi anh, nhỏ bạn của em á, nó gọi nó nói suốt luôn à, không kịp trả lời với nó luôn á, nói mà mệt luôn à. Lẹ đi em. Bạn trai em gọi. Bạn trai của em nóng tính quá, chờ có chút xíu cũng không được nữa. Thôi được rồi,
Gặp được em là anh vui lắm. Em đi với bạn trai của em đi. Anh có chuyện muốn nói với em hả? Lúc nãy anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm. Còn bây giờ thì anh quên hết rồi. Vậy hôm nào có nhiều thời gian á, em mời anh đi uống cà phê nha. Em đi nha. Đúng là mối tình đầu của mình đã hết thật rồi. Alo. Alo, alo. Thủy hả? Thủy hả con? Gì vậy? Cái gì? Mua có khuyến mãi hả? Xin lỗi con cậu. Cậu đâu vậy? Trại hòm hả? Ở trời ơi. Trại hòm muốn chi? Nè 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 nè, ai chết bất tử mà mày kêu tới trại hòm mua quan tài vậy? Hả? Tôi gọi trại hòm mua quan tài hồi nào? Ủa không lẽ mày gọi tới trại hòm đấy mày mua rượu? Bà bị gì vậy? Bị gì? Mày mới nói đàng hoàng mà tai tao thính lắm, mày nói nhỏ tao cũng nghe nữa. Bà mắc cười quá bà ơi. Gì? Còn bà nữa. Khóc hoài à. Khóc hoài không biết mệt hả? Bây giờ bà nghe lời tôi đi, bà chỉ khóc một lần nữa thôi à. Cứ để cho thằng Chả nhậu thoải mái đi. Đó. Đúng á. Ừ, rồi cho thằng Chả chết, thằng Chả cho vô hòm á, lúc đó bà khóc một lần nữa thôi là xong rồi đó. Trời ơi là trời, bữa nay ngày gì mà mấy bà nội vô nhà tôi nói hòm cái chết không vậy? Ê, đàn ông gì mà nhảy đành đạch như đàn bà vậy? Cái con quỷ cá nhiều chuyện. Gì? Ê, sao tụi đầu con mày xíu vô mày? Trời ơi, mời, mày nghe thằng Chả nói không? Chả nói con nhiều chuyện chứ sao vậy con cũng chết kìa. Cái con quỷ cái mày đã nhiều chuyện mà mày còn điếc nữa, Tao nói mày chết nó đâu? Hả? Nên. Mày nghe tao hỏi nè, mày không biết thương con bay hả? Trời ơi, nó làm lụng vất vả, nó gom góp tiền bạc về đây cho bay cất nhà cất cửa tụi bay ở. Vậy mà mày suốt ngày nhậu nhẹt, rồi mày đánh vợ mày phải không? Nó là con tôi nuôi nó từ nhỏ, lớn rồi nó có tiền nó phải nuôi tôi. Bà là cái gì mà xíu vô nhà tôi? Trời ơi. Thôi. Hả? Tôi nói thiệt với bà, ngày xưa tôi nể bà, tại vì bà cho tiền tôi nhậu. Bây giờ tôi có tiền, không cần. Mày là cái thằng cha trời đánh. Mày có biết là con của mày nó lên Sài Gòn nó làm cực khổ, nó sống nó chết ra sao mày có biết không? Vậy mà làm cha cái gì? Tôi nói bà nghe nè, đây là chuyện nhà của tôi, bà xíu vô làm cái gì hả? Tôi cấm ông xúc phạm đến dì Mười. Dì Mười là ân nhân của gia đình mình, vậy mà ông lấy quán trả ơn. Lương tâm của ông bị chó tha đi rồi hả ông Trúc? Mày nói ai chó mày? Ê, làm gì vậy hả? Tính đến vợ hả? Còn có một giò rưỡi mà còn bạo lực hả? Nè, ông giỡn đánh tôi đi, đánh đi. Tao khùng sao đánh mày? Tôi nói cho ông biết nghe chưa, tôi sẽ đem chuyện của gia đình ông lên xã đó. Lúc đó xã xuống đây điều tra ông nghe, ông đừng có chối nghe chưa. Tao dám làm, tao dám chịu. Vậy đánh thử coi chơi. Mày điên hả? Còn bà nữa, khóc cái gì? Đi về nhà tôi mà ở đi, cho thằng Chả đây một mình cho biết thôi. Đã sao mà còn làm bậy nữa, đi. Nè, tao nói nha, nhà đi. Tao có đi là không có về nghe chưa. Nín đi mày. Nghe chưa mày, có quỷ nhiều chuyện. Có quỷ nhiều chuyện rất sớm. Còn quỷ cái thì mày đi luôn á mày. Liên nè. Liên xài điện thoại kiểu gì á mà nãy giờ Tuyền gọi cho Liên mấy chục cuộc giờ mới chịu nghe máy? Liên để chuông nhỏ, với lại nãy giờ bận đọc sách nên không biết. Ủa mà bữa giờ Tuyền ở đâu làm gì mà Liên gọi hoài không được vậy? Có biết người ta lo lắm không? Tuyền không sao đâu, người nên lo nhiều nhất mới là Liên kìa. Mọi người ai cũng có việc làm hết rồi, chỉ một mình Liên ở nhà thu thủ một mình thôi. Tại công việc bây giờ cũng đâu có dễ tìm đâu, mà có tìm được đi chăng nữa thì cũng không có phù hợp, làm sao mà làm? Liên không cần phải tìm nữa, Tuyền đã có việc làm cho Liên rồi. Chiều nay qua chỗ Tuyền làm đi nha. Thôi. Liên không có làm việc ở đó được đâu. Vô đó biết làm gì giờ? Không có nhường nhịn gì hết. Đi vô đây làm đi. Chỉ có bưng bê nước cho khách, công việc nhẹ nhàng, tiền bo lại nhiều. Mấy đứa phục vụ ở đây á, có đứa là sinh viên, vừa làm vừa đi học. Liên cứ vô đây đi,
Có tiền ở đây không ăn hiếp được Liên đâu. Thôi, Liên muốn suy nghĩ kỹ chuyện này đã ha. Suy nghĩ cái gì nữa? Trong thời gian Liên tìm việc chưa có thì cứ qua chỗ Tuyền làm đỡ đi, để có tiền sinh sống chứ. Ừ, Tuyền nói vậy cũng đúng. Để chiều đi ha. Rồi chiều Liên sẽ qua chỗ của Tuyền. Nói rác hết cả cổ mới chịu nghe. Thôi. Dạ. Em sao vậy? Sao nào không nói gì hết trơn vậy? Dạ không có gì đâu chị. Không có gì thiệt cũng mơ. Tại vì là em nhớ ba mẹ em đó, chứ em không có buồn chuyện gì đâu. Không có gì thiệt không? Hay là ở nhà có chuyện gì? Hay là mày đang gặp chuyện gì khó khăn mà mày không muốn nói cho tao nghe? Đó, đó, đó. Mày không nói ra sao biết đâu lận. Em đã nói là không có chuyện gì thiệt mà. Không có gì hả? Thiệt không? Rồi, không có gì thì tao tin. Ê, mà mấy mốt tao biết mày mà có gì hả? Mà mày không nói tao hả? Tao không nhìn mặt mày luôn. Nghe chưa? Chị ba, hồi á, chị ba hát cái bài Bông Điên Điển cho em nghe nha. Sao ca bài đó hoài vậy? Tại em muốn nghe. Rồi, mày á, mày nghe bài đó riết mày không chán hả? Thôi hôm nay cho tao hát bài khác đi. Thôi, em muốn nghe bài đó mà. Nhất định là phải bài đó hả? Dạ, em muốn nghe bài đó, chị ba hát cho em nghe đi. Chịu thua mày luôn á. Mày bữa nay sao á? Mày làm như á là mày sắp đi lấy chồng nước ngoài cũng bằng vậy. Lát hát. Cần đâu, cho tôi gặp qua Hồng Xanh. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Ê, xong chưa mày? Quản lý kiếm mày kìa. Nhỏ nào vậy? Nó mới vô đó mày. À, cũng được. Mà chảnh quá. Một không gian xô bồ với đèn màu nhập nhoạng và những con người cuồng điên trong các điệu lắc. Sao có thể là điểm dừng của mình được chứ? Chị Thủy kêu hai đứa ra gấp kìa. Thôi đi mày. Đi. Dạ chào anh. Em ngồi đi. Em là nhân viên mới đến à? Dạ. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của em. Từ trước đến giờ em đã làm vũ trường nào chưa? Dạ chưa. Đây cũng là công việc đầu tiên của em. Em thấy lạ quá à. Không biết em có làm được không nữa. Anh thấy em hiền quá à. Chắc là không có hợp với môi trường này đâu. Khách ở đây á
toàn là dân nhà giàu không à. Những giang hồ có máu mặt, phục vụ những người đó không có dễ đâu. Dạ. Anh nhớ cái lần đầu tiên mà anh làm ở đây nè. Ngày đầu tiên anh vô làm á, anh phục vụ một thằng nhóc, mặt non chẹt à. Nhưng mà nó là dân nhà giàu. Nó là khách VIP của vũ trường này. Mọi người gọi nó là thái tử. Bữa hôm đó nó vào, nó nhìn quanh rồi nó la: mày biết ông nội mày là ai không? Phục vụ gì mà chậm chạp vậy? Anh chưa phản ứng gì hết trơn á, cái đó lại tán anh bạc bạc, làm anh nội đớm đớm mắt luôn. Trời ơi, vậy rồi anh có chửi lại nó không? Đâu phải có tiền, muốn làm gì thì làm đâu. Cái nghề này á là phải chịu đấm ăn xôi em à. Nhiều lúc á khách chửi, nhưng mà mình phải nhìn nhục, tốt nhất là đừng làm mất lòng khách. Em thì không, làm việc trong môi trường áp bức như vậy em không làm đâu. Vậy mà có nhiều người xin vô đây đâu có được, muốn làm cũng không có được. Mình chịu nghe người ta chửi, người ta trút giận lên đầu mình, được cái là người ta cho mình tiền. Thằng cha quản lý quán mình bị khùng đó mày. Tự nhiên quán nhân viên quá trời, thuê đầu còn nhỏ nhà quê. Trời ơi, tao nghe nói nó là hàng gửi đó mày. Ủa, có ai vậy? Của mẹ Hoa Hồng Xanh đó. Con mẹ mà hễ mẹ lên tiếng một cái là đám quản lý nghe răm rắp. Bà hả? Nhìn cái mặt thấy ghét. Tao nói cho mày nghe nha, bà là nhờ có Điền Đại Gia chống lưng á. Mà mày yên tâm đi, vài tháng nữa à là Điền Đại Gia đá bà ra đường. Mà hả, không biết làm sao bà nghe lời ai á, xăm nguyên một cái bông hồng xanh trên cổ luôn. Ê ê, chết bà cố luôn. Làm gì kêu tao vậy? Bà tới kìa. Mày giỡn mày. Kìa. Chị cái tát này cho mày nhớ. Dạ. Cái miệng hại cái thân nghe chưa? Dạ, chị... biết. Dạ. Dạ. Chị Hai tha cho em ạ. Tụi mày cóc nhái bà đặt so bì với Thiên nha. Biết. Dạ chị Hai. Mà ba má em đâu rồi? Dạ ba má em đang lo để chú rể tới. À, đám cưới này ai làm cô dâu phụ chú rể phụ đây? Đó tôi nè. Chị nè, chị cũng là cô dâu phụ nữa. À rồi. Vậy còn rể phụ đâu? Rể phụ nè. Ủa chú rể đâu? Chú rể đâu? Ngon quá. Dạ chút xíu chú rể tới liền á. Vui quá, tới rồi tới rồi. Chuẩn bị nha con, tới liền kìa. Ê, dạ. Mọi người, ba con Thủy dẫn ông nội lên kìa. Bà chú rể hả? Không phải. Hả? Ai vậy? Thủy, chú chịu chồng con lên coi. Trời ơi, má con đâu ra? Sao kỳ vậy? Cãi tao hả Thủy? Má mày cãi tao, mày đứng đó mày cãi tao nè. Trời ơi, mày già quá sao lên được? Không được, ông cho Thị lấy ông mày. Thôi đi. Cho anh lên đi. Không được. Vậy sao? Tôi nào dám cản. Cha mẹ em quá.
Thôi mày đừng có buồn nữa. Từ đây về Đồng Tháp cũng đâu có bao xa đâu. Có gì mai tao dắt mày ra bến xe, mày về vui mày thăm ba má mày. Dạ. Đừng buồn nữa nha. Dạ. Nhưng mà em cũng đâu có về dưới được nữa đâu chị ba. Thôi đừng khóc nữa, nín đi. Tuyền ơi, Tuyền ơi, tại sao vậy? Tại sao em không nghe máy của anh? Đức ơi, tao đang buồn quá. Mày ra uống với tao đi. Ở đâu hả? Công viên. Công viên. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao Tuyền không đến gặp tôi? Đức ơi! Đức ơi! Đức ơi! Đức ơi! Liên đừng để ý tới mấy con nhỏ đó, tụi nó là quạt náo viên giúp cho khách phấn khích, uống rượu nhiều, cũng chỉ là nhân viên thôi. Ở đây ồn, về nhạc chết tắt. Nãy giờ Liên nhức đầu cũng chết à. Liên làm mấy ngày á là quen thôi. Ở đây toàn là đại gia không à. Chiều tụi nó sẽ bo nhiều. À, Tuyền, mình thấy á là ông chủ bắt mình mặc đồ hở hang như vậy á. Liên nói thiệt là mình có thể làm nhiều việc để kiếm ra tiền, đâu nhất thiết phải đâm đầu vô chỗ ăn chơi xa đọa như vậy đâu. Liên với Tuyền đã giao kèo với nhau rồi. Tụi mình mỗi đứa có quan niệm sống cho riêng mình mà Liên, miễn là mục đích cuối cùng kiếm được nhiều tiền thôi mà.
Qua Hồng Sơn. Lên đây bảo. Ở đây toàn là đại gia không hả? Xuống kiểu lên coi. Dạ, anh chờ một lát ạ. Chiều mấy gã, tiền vô đầy túi. Các đại gia nhiều tiền lắm. Chúng ta cứ phục vụ tới bến thì tiền sẽ vô túi mình. Chị Thiền, có anh hai kêu chị ở trển. Lo cho bạn em nha. Dạ. Để em lo. Em nè. Dạ. Tạm thời em làm bên khu C nha. Sau này anh thu xếp cho em qua khu sofa ở trên lầu á. Ở đó có nhiều tiền bo hơn. Dạ, em cảm ơn anh. Thôi em làm việc đi, anh đi qua đây có chút chuyện. Dạ. Ủa, em sao vậy? Em say rồi sao mà đi đứng không vững vậy? Dạ không, tại nhạc ở đây ồn quá nên em không có quen. Ở đây ai chưa làm qua vũ trường cũng đều vậy không à? Dạ. Em phục vụ bàn cho cô Diễm tốt, thế nào cũng có tiền bo sợp cho bà coi. Thôi em qua đó đi. Cố lên em. Đi. Đi em. Cô này sẽ phục vụ cho cô Diễm à? Ủa, qua Hồng Xanh đâu? Kêu chỉ ra đi. Cô qua Hồng Xanh bận tiếp khách rồi. Hay là cô Diễm đợi chút xíu đi. Lẹ đi. Dạ. Chị cần em làm gì không chị? Rót rượu đi. Dạ, em mời chị. Ê, cái con này bắt đuôi hả? Dạ, em xin lỗi chị. Mày biết cái máy của tao đắt lắm không? Cái máy của tao đắt gấp trăm lần tiền đuôi của mày á, biết không? Ướt hết đồ của người ta. Nè, cô đã xúc phạm người khác rồi còn la đông động như vậy mà coi được sao? Trời đất ơi, cái con này, mày láo hả? Quản lý đâu? Giải quyết chỗ này coi. Ủa, có chuyện gì vậy? Mau xin lỗi cô Diễm một tiếng đi. Anh coi nhân viên của anh kìa, phục vụ cái kiểu gì vậy hả? Làm ướt đồ của tôi rồi nè. Dạ xin lỗi cô Diễm, cô này là nhân viên mới. Để em gọi đứa khác phục vụ cho cô Diễm nha. Quản lý à, tự cô ta quờ quạng đổ rượu vào người, tại sao tôi phải xin lỗi chứ? Cô làm đổ rượu lên người ta, cô phải xin lỗi người ta chứ. Bây giờ tôi không cần phải xin lỗi nữa. Anh làm sao cho biết khỏi mắt tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Đồ nhà quê. Vậy thì cô ta cho đắt cho người tôi, cậu cũng phải xin lỗi tôi. Thôi được rồi, cô sang khu A làm đi. Gọi cô Tuyết lên thay để phục vụ cho cô Diễm. Lẹ đi. Không cần phải đổi đâu, tôi sẽ nghĩ gì từ bây giờ. Trời ơi, cô này. Anh kiếm người cũng hay quá ha. Kiếm ở đâu con nhỏ nhà quê mà chảnh như vậy. Dạ xin lỗi cô Diễm. Dạ xin lỗi cô Diễm nha. Bực mình gì đâu á, ướt hết đồ của người ta. Sao mình lại không vô tư được như chị ba? Sao gia đình mình lại không ấm áp như nhà chú Tím Hào? Cha mẹ ơi, cha mẹ có biết tâm trạng con lúc này rối lắm không? Con không dám về thăm cha mẹ, cũng không dám nói cho mọi người biết cuộc hôn nhân liều mạng này. Con thương cha mẹ lắm, con muốn cất nhà tường cho cha mẹ ở. Xin tha thứ cho tội bất hiếu của con. Vì ngày đám cưới của con không có mặt cha mẹ và mọi người.
Đây nè, số tiền còn lại má đưa hết cho con đó. Con gửi về quê một ít thôi, còn một ít chừa lại để chi tiêu bản thân. Vài bữa nữa là theo chồng về xứ lạ rồi đó. Sao nhanh quá vậy má? Con chưa có chuẩn bị tâm lý. Sao không nhanh? Má có quen với mấy người bạn, họ chuyên môn làm giấy tờ nhanh cấp kỳ, chớp mắt cái là xong liền hả? Còn chuẩn bị tâm lý cái gì nữa không biết nữa à? Mày là sướng lắm đó, con là số hưởng đó nha con. Chồng con mới vừa nhìn mày cái là nó mê liền hả? Lạ, trong khi bao nhiêu đứa sắp hàng chờ, lượn qua lượn lại mà có chọn đứa nào đâu. Ủa, má nói sao con không hiểu? Bộ má có nhiều con nuôi lắm hay sao mà phải đứng xếp hàng rồi chờ xem mắt vậy má? Đâu có, con nuôi là má chỉ có mấy đứa thôi, mà mày là tao cưng nhất đó nha. Tụi bay sướng thiệt á. Chà, bây giờ có phong trào lấy chồng Hàn Quốc, quá bển tha hồ mà ngắm thần tượng. Tao nói diễn viên Hàn Quốc nó đẹp lắm con ơi. Để coi, cái thằng gì đóng trong Mưa Sao Băng nè, Lý Minh Hô. Trời ơi, thằng đó má mê dữ lắm, nó đẹp trai dễ sợ vậy á. Lẽ quyết định lên đây lập nghiệp là một quyết định sai lầm sao? Mà cũng chưa chắc. Vân Thủy thì cũng đã có việc làm ổn định, Vân Tuyền thì làm ở chỗ. Chắc là không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Em đi dành đi em. Trời ơi, em ông làm cái gì vậy? Đi dành đi em, anh thương mà. Ông làm cái gì vậy? Ông điên rồi hả? Em à, sao vậy? Anh thương mà. Em đi ra anh em à. Cứu tôi với. Hiệp, Vậy Tao nè. Ê chà, tao được nè. Tao nè. Tuyền. Ê trời ơi, trời ơi, mày làm gì vậy? Anh nhớ cái gì vậy? Tuyền. Mày định hôn tao hả? Mày khùng hả? Ai vậy? Ra coi tao nè. Được. Ai? Tao được nè. Được. Mày nói gì vậy? Được. Mày nói gì? Đi về đi, tao không cần mày. Mày khùng hả? Mày điện mày kêu tao ra đây, giờ mày đuổi tao về. Tao gọi mày cho điên rồi. Tuyền nó không mày ngồi dậy coi. Mày nói tới giờ mày đâu có nhậu xỉn như vậy đâu. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Hiếp, hiếp. Mày ối hả? Mày ối hả? Mày ối nè, ối đi, ối đi, ối đi. Ối nè, ối nè, ối đi. Tao đấm đầu mày nè. Mày tỉnh chưa chưa? Hả? Tao đấm đầu cho mày tỉnh lại nè. Phải chi mày yêu một đứa con gái đàng hoàng tử tế tao không nói. Còn đằng này á, mày nhìn tao nè, mày nhìn tao nè. Con Tuyền nó là con quỷ, nó yêu hết thằng này, yêu tới thằng kia. Nó cặp hết ông này, cặp tới người khác. Nó bị người ta bỏ rồi, nó không coi mày ra gì, nó coi mày như con chó thôi à. Mày lẽ đẻo tao nói hoài vậy là sao hả? Mày không được nói xấu Tuyền. Nó có gì đâu mà tốt. Dù Tuyền là ai, dù Tuyền không yêu tao thì tao chân. Mày vẫn yêu Tuyền chứ gì? Hả? Tao nói cho mày biết, nó là một con quỷ. Mày tỉnh lại đi, mày tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Dời. Nó không đáng đâu, nó không đáng để mày yêu đâu. Còn nhiều đứa con gái khác, nhiều đứa con gái còn tốt hơn mà. Sao mày ngu quá vậy? Đứng dậy. Dạ. Không được, mày không được nói như vậy. Mày không được nói xấu Tuyền. Tao nói xấu vậy đó. Mày mà nói nữa, mày làm gì tao hả? Tao giọng vô mặt mày, mày nghe không? Ây da. Nè, tao chưa có giọng nha, tao chỉ mới có giá thôi mà.
Làm giả hả? Mày á. Vậy. Vậy 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 vậy. Mày vậy mày. Đúng rồi hết. Trời ơi cái điện thoại. Cũng may là gặp mình chứ gặp người khác chúng lấy rồi. Đứng dậy đi Hiệp. Trời trời ơi sao nó nặng dữ vậy trời. Ngồi dậy. Từ từ để tao mang dép. Cái thằng con hồn. Đi mày. Trời ơi. Trời ơi nó nặng quá vậy trời. Ai à. Ơi ơi trời ơi. Ơi trời ơi chết tao rồi. Em đứng lại đi em. Em anh thương mà. Em cô. Em vẫn ổn chứ? Em có sao không? Dạ. Hương Liên à, chuyện này là sao? Chuyện này là lúc nãy á, em đi làm về, em đang ngồi, cứ cái ông hồi nãy á, ông chạy tới, ông ôm em, rồi em đánh, em sợ quá em đánh ông quá trời luôn. Em đánh bằng cái gì? Thì em đánh bằng chai nước. Lúc đó là em đang uống nước mà. Rồi em cứ chạy, em chạy quá trời luôn. Cũng may em gặp anh nè. Mà sao anh ở đâu đây vậy? Giống trong phim quá. Tình cờ ghê á. Nhà anh ngay gần đây. Anh không ngủ được cho nên đi dạo. Cũng không ngờ gặp em ở đây. Em để ý, lần nào gặp em anh cũng bị phiền hết. Anh thì thấy khác. Mỗi lần gặp em anh cảm thấy thú vị. Cảm ơn anh đã tốt với em. Còn hơn thế nữa, em có biết không? Em cũng không biết nữa. Em đi làm ở đâu mà em về trễ vậy? Em lại thất nghiệp rồi. Em thấy tìm việc làm phù hợp thiệt là khó, nhất là ở thành phố bon chen như vậy. Liên nè, nếu em không ngại thì anh sẽ giúp em xin việc. Thôi. Em ngại hả? Thôi. Không phải là em ngại, nhưng mà em muốn tự em đi tìm việc. Em nghĩ đây là thời gian tốt để em rèn luyện ý chí của mình. Với lại em cũng muốn là không muốn phiền anh nhiều. Anh biết mọi người đều có nguyên tắc riêng, nhưng mà em đừng có cố chấp như vậy. Ý của anh muốn nói với em là trên con đường của mình đi á, mình rất là cần những người bạn đồng hành. Hương Liên à, anh có thể làm bạn đồng hành cùng em. Em đồng ý không? Em không cần phải trả lời vội đâu. Chúng ta còn nhiều thời gian để suy nghĩ và hiểu nhau hơn. Nhà của anh cũng gần ở đây. Nếu em không ngại, anh mời em vào uống một tách trà. Nhà anh cũng có trà sen đó. Em đừng có ngại. Vợ con anh hiện đang định cư ở nước ngoài. Em cảm ơn anh. Nhưng mà để khi khác được không? Tại bây giờ cũng trễ rồi, em cũng muốn về nhà. Giấu gì sao lưng mờ ám vậy? Giấu gì đâu. Có mà. Có. Đưa đây em coi không với. Có thiệt chị mà. Ba. Không có. Có mà. Không có. Trời tao nói không có. Có mà. Em thấy có không mà. Không có. Em thấy có mà. Không có mà. Ba. Má Nguyễn này. Thôi. Không cho coi thôi. Không nói chuyện với chị ba nữa đâu. Giận gì ba luôn á. Tao cũng mệt vậy. Tự nhiên rượu người ta à. Tao có một bí mật muốn nói với mày á. Thì chị ba nói đi. Bí mật đó là mày. Em sao ba? Mày có biết không? Không. Đúng rồi, tao chưa nói sao mày biết? Vậy cũng nói nữa. Ê, bí mật đó
Hình như bà Liên nhà mình á, bà đang yêu á. Ủa bộ hả? Chị Liên chỉ yêu anh Hiệp nữa hả? Mày khùng á mày, mày rảnh quá ha. Tự nhiên cái bà Liên yêu ông Hiệp. Chứ chị Liên chỉ yêu ai? Bà yêu ai sao tôi biết được. Ê nhưng mà nếu mà bà yêu ông Hiệp á, thì không lẽ tình cũ không đủ cũng tới. Ê nhưng mà nói nghe nè, nhưng mà nếu mà như vậy á, thì đây là cơ hội tốt nhất cho hai người đó đúng không? Ừ, nói nghe nè, em thấy á, hai người đó hợp với nhau lắm á. Hay là bây giờ mình tác hợp cho hai người đó đi. Hai người đó hả, tự nhiên bây giờ mà đám cưới nè, rồi sinh con, đẻ ra con đẹp lắm luôn á. Đồ con nít quỷ. Người ta chưa có gì hết rồi mày đã nghĩ tới đám cưới rồi đẻ con rồi. Cái đầu óc của mày sao mà nó đen tối quá vậy Thủy? Ừ, là con gái ai cũng muốn có một lần mặc áo cưới mà. Ừ, em mặc có được không chị? Mày bị gì vậy? Ừ. Ủa bộ mày cũng có vấn đề nữa hả? Ừ. Sao tự nhiên đang vui vẻ mày buồn ngang xương vậy? Mày nha, mày đang yêu phải không? Không, em đâu có yêu ai đâu. Không yêu ai sao nắng mưa thất thường vậy? Ừ. Mày riết rồi tao thấy giống y chang như cha Đực. Chị ba kỳ quá, tự nhiên chị ba nói em giống ông Đực à. Chứ còn gì nữa, bộ đó mày không thấy hả? Lúc ông chạy đeo đuổi tao á, lúc nào hả, tao cũng thấy ông sáng nắng chiều mưa. Trời mệt lắm. Ừ. Ủa, sao hôm nay chị ba còn ngồi đây? Chị ba không đi làm hả? Không, tại bữa nay á, chị quển quển á, chị phải đi công chuyện nên tao khỏi qua bển nấu ăn. Mà có gì không? Ừ, chị ba, dẫn em đi sở thú đi. Tao dẫn mày đi sở thú hả? Ừ. Ờ, cũng được hết, đi sở thú đi. À, vô chổng hả? Tao coi thủy đã luôn. Vậy thôi, giờ em gọi điện thoại cho mọi người. Rồi có gì á, mình tác hợp cho anh Hiệp với chị Liên luôn. À, cũng được á, vậy mày gọi đi. Gọi đi, gọi đi. Đi sở thú á, mình phải ăn diện cho nó đẹp lên. Họ lấy quá. Chị ba ơi, gọi không có được chị ba ơi. Thấy tao đẹp không? Chị ba làm gì chị ba thấy ghê vậy? Chị ba to cái mỏ, chị ba như cái to vậy á. Đi về, đi sở thú, mình phải tới to vậy cho nó đẹp. Thôi thôi, chị ba làm thấy ghê quá à. Thấy ghê gì nữa, đưa mặt đây tao làm cho. Ôi, ôi, nó làm ơi, cho đẹp, đẹp. Thôi, chị ba ơi. Coi nè, đẹp quá, chịu đẹp đâu. Quá chị ba làm kỳ quá, chị ba mô cho em đi. Không, đẹp đẹp giống Nhật. Thôi em không chịu đâu. Thôi. Không lẽ mình đã nản rồi sao? Không được, mình không được nản như vậy. Dạng sự khởi đầu nan mà. Liên. Ủa, em đi đâu đây? Chị, chào chị. Em có đến chỗ bán sen của bà lão mấy lần, nhưng mà lần nào em cũng vừa đến là chị lại vừa đi. Vậy hả? Hôm nay chị em mình không có hẹn mà gặp, đúng là có duyên. Ừ, đúng là chị em mình có duyên đó. Hôm nay chị gặp lại em, chị mừng lắm. Thôi, mình qua bên kia nói chuyện đi. Dạ. Trời ơi, hôm qua ngày cuối thì đi chùa vui. Dạ, chị vậy hả? Sao bà không rủ tôi? Dạ, chào chị. Chào anh. Em ngồi đi. Dạ. Dạ em chào.
chào chị ạ. À. Ừ. Dạ em mời chị. Em dùng bánh đi. Dạ. Hình như chị là khách quen của quán này hả? Ngày nào chị cũng đến quán này nên mọi người ai cũng biết chị hết đó. Hay quá. Một không gian tĩnh lặng tạo cảm giác thư thái tinh thần của thiền. Một điều kiện rất cần thiết để tạo cảm giác ngon miệng cho khách. Em nói chuyện rất là hay, nghe thấy thích lắm. Trà sen chỗ này cũng rất là thơm. Hay thiệt. Giữa một nơi thành thị ồn ào mà vẫn tồn tại một chốn bình yên. Còn gì bằng nữa. Phải chỉ mình được làm việc nơi này thì tốt biết mấy. Em nói thiệt hả? Dạ. Sáng giờ em cũng đã tìm việc làm ba chỗ rồi, nhưng mà chưa nơi nào chịu nhận em hết. Nhưng em sẽ không nản chí đâu. Em sẽ đi. Nhanh lên mày. Ê, trời ơi. Ê Đức, mày làm gì vậy? Đức, mày làm gì vậy? Rửa mặt cho tỉnh. Trời ơi, bảo vệ bắt mày bây giờ. Xuống. Hết biết mày luôn. Cái rửa mặt tôi không cho nữa. Ê Hiệp. Gì? Thầy thú bự ghê ha. Nè, mày lo gọi điện coi bé ba với Thủy ở đâu kìa. Hay quá ha. Chị Liên, chị Liên, em nhìn cái cẳng của nó lại rồi nè. Chị leo lên đi chị Liên. Trời ơi. Ê chị, nó đạp lên kìa. Em leo xuống đi, bảo vệ người ta thấy người ta la bây giờ. Thì tranh thủ giờ chưa có bảo vệ, chị leo lên đi. Trời ơi. Chị ba nè, không leo nữa. Điện thoại nha. Alo. À, gì vậy? Alo, 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 alo. Alo. Hả? Dạ. Đức nè. Dạ. Đức Chiến Hiệp đang ngoài cổng á. Mọi người đang ở đâu? Anh Được. Chả gọi chi vậy? Anh hỏi mình đang ở đâu. Không, đừng nói cho anh chả nghe. Thôi chị nói đi. Hả? Alo. Alo. Không có nghe. Mắc gì chả nói lớn như vậy, mày nghe thử con chả nói gì. Alo. Thủy hả? Anh Hiệp nè. Ừ, em đang ở đâu vậy? Giờ sao giờ, em nói không có được. Chả nói vậy. Ông hỏi mình đang ở đâu. Mệt quá ai biết. Trời, em nói là mình đang ngay chỗ con voi bằng đồng. Ờ, ở trước đền Hùng nè. Em nói đi. Alo, anh Được hả? Hiệp. Gì? Bé ba tao đâu? Bé ba đâu? Bây giờ anh cứ đi thẳng vô. Anh thấy con mẹ nào mặc bộ đồ nổi nhất, đứng cái tướng xấu nhất là chị ba em. Rồi 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 rồi. Rồi vậy nha. Bé ba tao đâu rồi? Một chút mày sẽ bất ngờ. Còn bây giờ đi theo tao. Ê mày vô duyên. Chị Liên nói con voi, mày đi nói con mẹ. Thì chị ba giống vậy mà. Mệt mày quá nghỉ chơi mày ra luôn. Chị Liên. Chị leo lên đi chị Liên. Em dịnh nó lại nè chị Liên. Chạy lên. Trời ơi, leo xuống đi nè. Leo xuống. Bảo vệ người ta lá bây giờ đó. Bảo vệ mà. Trời ơi bé ba. Hỏi này, con voi này á phải của hai bà chân không chị Liên? Chắc không phải đâu. Tại chị đọc cái bản bên dưới nói là con voi này là của vua Sim tặng cho nước mình đó. Vậy hả? Ý, vậy tụi mình đang ở nước Việt Nam. Có khi nào á người ta tưởng qua tụi mình là ba bà Trưng không? Đức, gì mày dòm gì vậy? Thôi, ngồi xuống nghỉ chút đi. Cái sở thú á, bự cho bá lửa vậy nha. Đi nãy giờ không thấy thú thiệt đâu hết trơn á. Toàn là thấy thú xi măng không à. Mày biết sao không? Sao? Mấy con thú thiệt á, nó tưởng mày là con thú lạ, nó trốn hết rồi. Sao vậy? Căng sao gì? Đi sở thú mặc áo cầm lè à. Tao mặc vậy nè, rủi tao đi lạc á, mày tìm tao cho nó dễ. Ê, gì? Hồi nãy con Thủy á, nó nói với ba tao đâu? Con Thủy nó dặn á, đi kiếm con nào mà mặc cái đồ lè lẹt giống như mẹ là bé ba đó, lo tìm đi. Ê, Hiệp Hiệp. Cái gì? Có khi nào bé ba của tao á bị thú ăn thịt không? Trời ơi, con bé ba của mày nó không ăn thú thì thôi á, chứ thú nào ăn nó. Hèn gì. À, toàn thấy thú xi măng không à. Thú thiệt bị bé ba tao ăn hết rồi. Mày mà nói một hồi tao nhai đâu mày thiệt đó. Mày là con thú gì vậy? Thú Hiệp. Hả? Ê, ê, thú Hiệp. Hả? Thú Hiệp. Cái có, gì? Có con gì? Có con mồi mày tới kìa. Hả? Đó đó. À, Tuyển. Em đi đâu? Nè, bộ bà bị con thú nào cắn hay sao? Vô mặt chầm chầm vậy. Tôi không hiểu sao mấy cô bạn tốt của tôi nghĩ sao mà rủ đi sở thú. Thì nếu như Tuyền không thích, Tuyền có thể ở nhà được mà. Ừ. Mình lên đây á, giờ mình là dân Sài Gòn rồi,
mà dân Sài Gòn á là phải biết sở thú, thấy không? Nè, bà không thích đi á, bà ở nhà đi, bà vô đây làm chi? Ê, mấy ba. Ê, qua, hôm nay đông đủ quá nha. Lâu lắm rồi mình mới có dịp đi chơi chung á. Ờ, Liên, Liên. Anh được. Trời, mấy ba, bà làm gì mà trùm cái khăn y như dừng qua di động vậy bà? Thế ớn quá. Kệ tôi, trời nắng chang chang rồi ra đường tôi phải quấn cái khăn lại chứ, bảo vệ cái làn da của tôi. Đúng rồi, cái nét đẹp tiềm ẩn của bé ba không ai nhìn ra được đâu, chỉ có mình được nhìn ra thôi ha. Bé ba. Ủa sao vậy? Đúng đó. Ai mượn vậy? Ai mượn bên tôi vậy? Đồ ghét. Con gái nó ghét là thương đó. Tôi hả? Tôi nói ghét là tôi thù á. Thôi mà. Thôi thôi thôi, hay là bây giờ mình chụp hình nghe. Ờ đúng rồi. Ờ mình chụp hình đi. Ờ chụp hình vui á. Xong rồi mọi người chụp riêng với em tấm làm kỷ niệm nha. Ờ được á. Em tấm cũng được. Anh ơi, anh ơi. Ủa gì em? Anh ra đây em nhờ này chút. Bye bye. Được rồi được rồi. Nè 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 nè. Có người chụp hình được kìa. Đức. Đức. Rồi mọi người nhìn vô nha. Bye bye. Nhìn vô kính nè. Thôi. Cười lên. Đúng rồi đúng rồi. Cái đó đẹp đó. Nhìn vô cười lên. 2 3. Ê nó nghe nè. Bây giờ mỗi người mình á chụp chung với Thiện một tấm ha. Thôi chụp đây không đẹp đâu, quanh kia kìa. Đi. Đi với ba, đi với ba. Đi. Đi 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 mọi người, đi chụp hình. Liên. Hả? Cái gì? Làm gì mà hôm qua làm gì mà Liên uống quá đi, trời đi, luôn. Đi đi mọi người. Bỏ về mà ổng nói tuyền tí nào hết trơn. À. Liên xin lỗi. Tại vì á Liên thấy chỗ đó không có hợp với Liên. Nhìn nó giống như là miệng núi lửa vậy đó. Ai mà vào đó trước sau gì cuộc đời cũng thành tro bụi à. Mà Tuyền cũng vậy nữa. Nghe lời Liên đi, tránh xa mấy cái chỗ đó ra. Đi. Liên, chưa nói chuyện xong mà đi đâu không biết. Cái gì? Đi nhìn con Thủy kìa. Thấy không? Ừ? Nó là đứa hiền lành nhất trong đám bốn đứa tụi mình. Mà bây giờ nó làm những chuyện động trời mà mình không thể biết được. Liên có biết điều đó không? Có trời biết, đúng không? Mấy đứa mình thủ võ đi. Ừ. Thủ võ, thủ võ, thủ võ. Rồi, ba người. Đó, 2 3. Thôi đi. Tuyền đừng có nghĩ con Thủy như vậy. Liên không có tin đâu. Tại sao Liên lại không tin? Bây giờ Liên nghĩ đi. Nó lên Sài Gòn, nó không biết gì hết. Thì tìm đâu ra tiền nhiều như vậy? Một cách rất là nhanh. Chỉ có cách làm gái thôi. Trời ơi Tuyền, tại sao lại nói bạn bè giống như vậy? Tuyền có thể dẫm chân lên bùn đi, nhưng mà đừng có trét vào chân nó. Bán rẻ nhân cách của mình, nhưng mà không được bán rẻ bạn bè chứ. Sao Liên dám nói với Tuyền như vậy? Thì Liên chỉ nói sự thật thôi. Sự thật hả? Mấy người lúc nào cũng ganh tị với sắc đẹp của tôi, còn bà đặt lên mặt giải đời nữa. Bây giờ tôi dọn ra ngoài ở luôn, muốn làm gì làm đi. Rồi mọi người đứng qua hướng này nè. Tuyền. Rồi. Đẹp lắm. Đúng rồi đúng rồi, cười lên. Dạ. Cười lên nha. Em đâu có sao đâu. Ủa chuyện gì vậy? Gì vậy? Ủa mọi người chụp hình xong rồi hả? Thủy, quay chụp riêng với chị một tấm nè. Dạ. Gì vậy mày? Bye bye. Dạ. Rồi đẹp lắm, đứng vô. Rồi rồi đúng rồi. Rồi tấm nữa nha. Rồi em đẹp lắm. Em chọn món đi. Dạ, con chào cô chú. Chào. Cô đẹp quá. Con tên gì vậy con? Dạ, con tên Hương Liên. Tên đẹp quá. Con mời cô dùng trà. Cảm ơn con. Con mời chú dùng trà. Cảm ơn con. Uống đi em. Trà quán này thơm quá. Mấy chục năm nay cô chú mới về được thưởng thức sự đậm đà của hương vị quê hương. Dạ. Con biết không, cô chú sống với nhau ở bên Pháp á đã 20 năm rồi.
Dạ. Đây là lần đầu tiên cô chú về Việt Nam thăm người thân đó con. À dạ. Phong cảnh ở đây thật là yên tĩnh, cô rất thích. Ai đã một lần vô đây rồi á, khó quên lắm đó. Cảm ơn cô. Chú thích nhất cái hương trà ở đây. Uống một lần á và không thể quên được cái hương vị của nó. Cháu có bí quyết gì mà làm được cái hương trà đậm đà như vậy không? Dạ, cũng đơn giản thôi chú. Bởi vì vốn dĩ hoa sen đã có mùi thơm đặc trưng. Nên việc ướp trà sen cũng không khó. Nhụy sen của mình sau khi được lấy ra từ hạt sen, mình đem ướp với trà thì nó sẽ giữ được mùi hương. Hèn chi vừa uống miếng trà xong cô nghe thoang thoảng mùi hương tinh khiết của sen. Mà cô tưởng tượng như là có một một đóa sen đang nở trước mặt mình vậy đó con. Dạ. Chào cô chú. Chào cháu. Cô chú tới lâu chưa? Chú mới đến. Mới tới hả con? Sao không gọi điện cho con biết trước? Em. Dạ. Đây là cô chú Thành, bạn thân của ba mẹ chị đó. Hương Liên. Cô bé này tên là Hương Liên. Cô có biết rồi. Dạ. Dạ. Em đi làm việc đi. Dạ. Em làm việc hả chị? Cảm ơn cháu nghe cháu. Trời ơi, con cái nhà ai mà đẹp người đẹp nết quá chừng vậy đó. Phải thằng út của cô mà nó chưa có vợ đó nha. Dạ. Cô hỏi nó chọn út rồi đó. Đúng rồi. Nếu được vậy thì tốt quá. Cô chú gọi món đi. Anh ăn món gì em? Em chọn đi. Cái này đi ha. Đứng ở đây mà vẫn nghe mùi thơm nha. Chừng nào chị mới chỉ bí quyết pha trà sen cho em đây. Chị đâu có muốn giấu mọi người đâu. Chẳng những chị muốn mọi người biết cách pha trà, mà chị còn khuyến khích mọi người nên uống trà nhiều để bảo vệ sức khỏe. Đúng rồi, uống trà sen là thanh lọc cơ thể. Ăn được, ngủ được, đẹp da nữa chứ. Em sẽ đưa mẹ em đến quán của mình để uống trà sen của chị. Trà sen đâu phải là của chị. Trà sen là của Thanh Tâm quán. Chị chỉ là người pha chế nó thôi. Mà em công nhận ha, từ ngày chị vô quán làm á, khách đông ghê luôn á. Nhất là mấy anh trẻ tuổi nha, ai cũng mê trà sen của chị hết á. Ta còn nói ha, bữa nào mà chị xuống ca chiều á là mấy ảnh hỏi liền à. Hỏi chuyện gì? Hỏi vậy nè. Em gái đẹp pha trà sen đâu rồi? Em pha gì mà dở quá vậy? Đó, chị thấy không? Em vậy, không tự ái sao được. Chị thấy em nói nãy giờ là cố tình chọc chị thì có. Không có đâu. Bạn trai chị gọi phải không? Thôi được rồi, để em đi cho hai người tâm sự nhé. Tụi chị chỉ là bạn bình thường thôi. Thôi em đi à. Em đang làm việc, không tiện nghe điện thoại. Alo. Alo chị Liên hả? Em là Thủy nè. Tình hình nhà hàng sao rồi? Doanh thu tuần này không bằng tuần trước hả? Vậy à? Tôi biết rồi. Tôi cũng đang tìm một quản lý giỏi để thay tôi điều hành công việc. Nè, trong lúc tôi không có mặt ở nhà hàng, cô cứ thay tôi tiếp quản. Nhưng nhớ là không được tự tiện giải quyết mọi chuyện dù lớn hay là nhỏ, mà phải gọi điện thoại báo cho tôi biết trước, hiểu chưa? Lê ngọt lắm. Ông ăn miếng cho mát đi nè. Bà ăn đi, tôi ăn không vô. Gần đây ông lo lắng nhiều công việc kinh doanh ở nhà hàng. Không biết mình nói ra lúc này ông có thông cảm cho con Diễm hay không nữa.
bạn có chuyện gì muốn nói với tôi phải không? Ông ăn miếng đi cho tôi vui. Con Diễm á, nó muốn dọn về nhà sống với vợ chồng mình, nhưng nó sợ ông không đồng ý. Bà nói với con Diễm á, nhà này không phải là nhà trọ, muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào thì về. Nó còn coi cha mẹ ra gì không? Ông à, thì ông cũng phải cho con có cơ hội lấy công chuộc tội chứ. Coi như lần này tôi năn nỉ ông đó. Chuyện gì trong nhà này mà có bà nhúng tay vào á, tôi đều chịu thua hết. Ông đừng có nói như vậy, tôi cũng khổ tâm lắm chứ. Dù sao con Diễm cũng là đứa con mà tôi rất ruột sinh ra. Tôi không đành lòng nhìn thấy nó hư hỏng như vậy. Tôi đã không còn tin tưởng con Diễm từ lâu rồi. Nó đã gây ra biết bao nhiêu chuyện là động trời, tôi với bà phải khổ sở vì nó nè. Bây giờ bà nói nó là lấy công chuộc tội vì cái gì hả? Hay là ông cho con Diễm làm quản lý nhà hàng của mình thử coi. Nè, bà có nói lộn không vậy? Đưa nhà hàng cho nó quản lý có mong sập tiệm hả? Thì ông cũng phải cho con có cơ hội để thử sức mình chứ. Dù sao bây giờ nó cũng là tài sản quý giá nhất của vợ chồng mình mà. Chị Liên, em có chuyện gì muốn nói chị nghe phải không? Em xin lỗi chị. Em biết tại em mà chị với chị Tuyền mới cãi nhau. Chuyện này đâu có liên quan gì tới em. Em cũng biết tính của con Tuyền mà, lúc nào á nó cũng ăn nói bạc mạng và vô lý hết. Với lại nó chọn con đường đi của nó khác với con đường của chị em mình. Con Tuyền á, nó đang đi ngã tắt của cuộc đời, bất chấp hầm hố hay là cạm bẫy. Mà em biết đó, con đường tắt lúc nào cũng được rút ngắn theo đúng nghĩa của nó. Em cũng đang chọn cho mình một con đường tắt. Em đang đánh đổi số phận của mình với một trò chơi hên xui đó chị. Kỳ Thủy, sao tự nhiên em lại nói chuyện bi quan như vậy? Em có biết em là đứa chị yêu thương nhất, chị không muốn nghe những lời chán chường từ miệng của em nữa, em biết không? Em không có làm gì vượt quá giới hạn hết á, nhưng mà em mắc một sai lầm lớn rồi. Em đã buông xuôi số phận cuộc đời của mình rồi đó chị. Em đang nói cái gì vậy? Ai tự quyết định cuộc đời của em? Chị ơi, chị đừng có hỏi em nữa. Em đang rất là rối luôn á. Bây giờ mà chị còn hỏi em nữa, chắc em chết mất. Rồi. Em bình tĩnh đi, chị không hỏi nữa. Em à, là chuyện gì cũng có cách giải quyết. Nếu như em chịu nói ra, biết đâu chị sẽ giúp em giải quyết được thì sao? Chuyện này là do em tự gây ra, em sẽ tự gánh lấy. Em sẽ không để cho chị liên lụy vô đâu. Bộ em không coi chị là chị nữa hả Thủy? Vô số tiền của tao gửi về cho cha mẹ mày xây nhà xây cửa ăn sung mặc sướng. Bây giờ mày tính sao? Tính trở quẻ với tao hả? Cỡ mày á, tao chỉ cần búng một cái thôi là tụi nó sẵn sàng thịt mày như thịt một con nhái. Hiểu chưa? Nhưng mà lúc đó bà đâu có nói cho tôi biết sự thật đâu. Bà đã chuẩn bị để lừa gạt tôi chứ gì. Cái gì? Tao lừa gạt mày hả? Mày đâu phải con nít lên ba đâu. Sao mày ngu quá vậy? Hả? Mày không nghe người ta nói hả? Ở đời không có ai cho không ai cái gì bao giờ đâu con. Thôi được rồi, tao nói ít, hy vọng mày hiểu nhiều giùm cái. Hả? Coi chừng á, coi chừng cái đám bạn bè nhà quê của mày có ngày ăn dao kéo chung với mày đó, nếu mày dám giỡn mặt với tao.
khôn hồn á, ngoan ngoãn làm cô dâu cho cha già Hàn Quốc đi. Lúc đó còn có cơ may kiếm chác một chút tiền về cho cha mẹ mày nữa chứ. Hiểu chưa? Bà là một con người độc địa. Không ngờ bà đưa tiền cho mình không phải là để giúp đỡ, mà là bà ép buộc phải lấy cái lão già đó. Kỳ Thủy. Thủy. Dạ. Ai lừa em? Rồi cái lão già đó là ai? Mình có nên nói mọi chuyện cho chị Liên nghe không? Bà Đinh đã hâm he không được tiết lộ chuyện đám cưới cho mọi người biết. Bằng không bà sẽ xử tất cả không tha cho ai cả. Nói chị nghe đi Thủy. Chuyện thế nào hả em? Thủy. Alo, tôi nghe. Nghe đây. Mày không được tiết lộ cái chuyện đám cưới của mày cho mọi người biết. Càng im lặng càng tốt. Nghịch ý tao mày sẽ nhận hậu quả nghe mày. Con người của bà thiệt là hiểm độc. Mục đích bà nhận con nuôi, xong rồi lừa gạt đem đi bán chứ gì. Tao chỉ giúp giấc mơ của mày thành hiện thực. Lấy chồng nước ngoài sướng thế một. Không biết ơn tao còn trách tao cái nỗi gì. Rồi việc làm của bà sẽ gặp quả báo đó. Không muốn nói nhiều nữa. Nhất cử nhất động của mày tao biết hết đó. Bọn đàn em của tao đang theo dõi mày từng bước đó. Mày đang trong quán cà phê với con Hương Liên chứ gì, đúng không? Nếu mày dám làm lỡ chuyện của tao, tất cả tụi bay không trốn dung thân đó. Hiểu chưa? Liễu hồn đó. Chuyện gì vậy em? Thủy ơi, em làm chị lo quá à. Thủy. Sao vậy em? Mình đi thôi chị ơi. Đi chị. Sao vậy? Đi đi, rồi em sẽ nói cho chị nghe. Mình phải đi khỏi đây thôi. Đi chị. Mình tự tay làm chiếc bánh để mừng sinh nhật của mình. Như vậy mới ý nghĩa chứ. Chị Nguyễn Nguyễn ơi. Có người tặng hoa và bong bóng cho chị nè. Trời ơi, lãng mạn quá nha. Đúng vào ngày này, giờ này, anh ấy đều tặng hoa và bong bóng cho chị. Anh ấy đúng là người yêu tuyệt vời đúng không em? Cho em đọc nha. Xem đi. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Người đàn ông yêu em đến hơi thở cuối cùng. Thôi. Chị nha, chị ghê lắm nha. Có người yêu mà giấu nha, bữa nay mới biết á. Chị với ảnh á, một năm mới gặp nhau một lần. Tình như vậy mới đúng là thiêng liêng đúng không nào? Trời ơi, giống Ngu Lan chức nữ quá. Ngày xưa Ngu Lan chức nữ sống bên nhau không xa một ngày. Ngày nay Ngu Lan chức nữ sống bên nhau có bồng có bồng. Thôi được rồi. Chị nói nghe nè, bữa nào á chị cho em diện kiến dung nhan của ảnh nha. Em ngưỡng mộ hai người quá à. Thôi được rồi, để hôm nào ảnh rảnh á chị sẽ cho em gặp. Được. Em ngưỡng mộ tài làm bánh của chị quá à. Người ta làm bánh màu hồng, chị làm bánh màu đen. Đen thồi luôn á. Khác khác vậy nó mới thơm chứ. À. Nè. Dạ. Chút nữa em kêu Đực vô ăn nghe. Ăn bánh hả? Không có, ăn hủ tiếu. Bánh này chị để dành cho mình chị à. Thôi, kêu nó vô ăn hủ tiếu. Hủ tiếu gia truyền mà nó không ăn là nó thiệt thòi á. Ừ. Đưa bong bóng với hoa để cho chị. Đây, có bông, có bọc. Đêm nay chị sẽ hưởng sinh nhật của mình chị thôi. Nè, nhớ đừng có phá gì của chị đó nghe. Dạ, để chị xuống chị còn bắt bông kem nữa đó. Dạ dạ.
Hôm nay công việc của anh có mệt lắm không? Em với Thủy đang ăn cơm. Anh ăn cơm chưa? Em nghe điện thoại không tiện, anh nhắn tin cho em đi. Anh nhắn tin chậm lắm. Em nghe điện thoại đi. Mời vào. À, em thấy sếp đang cười nha. Sếp đang có chuyện vui hả sếp? Tôi cũng đang tính hỏi cô là cô có biết cách nào để mình nhắn tin cho thật nhanh không?